Tích tâm tuần thiên chương 1319, thử. Gã và tiểu đội chiến đấu kia của Ngư Vạn Cốc lấy chính vây một lại bị một tu sĩ nội phủ thần thông giết tới gần như toàn quân bị diệt. Chuyện này sớm đã truyền khắp các hải sào lớn ở khu vực Đinh Mùi. Không ít hải tộc đều đang âm thầm cười nhạo bọn họ, nhưng bởi vì thực lực và thân phận của gã nên những kẻ dám phơi bày sự xem thường này ra ngoài ánh sáng thật đúng là số ít. Bản thân Ngư Tự Khánh có tương lai vương tức đầy hứa hẹn, đương nhiên sẽ không quá để ý thân phận hậu duệ chân vương của gã. Thủy ưng vanh nhịn không được nói, ngư huynh không thể kinh địch, đó là cường giả nhân tộc có thiên tư như kiêu mệnh. Ta thấy chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn, chờ những huynh đệ phía sau đuổi tới rồi hẳn bàn tới cái khác. Đối với lời này, thực ra trong lòng ngư tự khánh cũng không quá tin tưởng. Loại thiên kiêu kiêu mệnh kia bao nhiêu năm mới ra được một cái kia chứ. Nhưng gã không thể phản bác, bởi vì Bạch Tượng Vương đã xác định tính chất của chuyện này, gã mà phản bác thì chính là đánh vào mặt của Bạch Tượng Vương. Có thể sánh ngang với kiêu mệnh thì đã sao? Ngư tự khánh lạnh lùng nói, cho dù có là kiêu mệnh thì lúc ở cấp chiến tướng hắn cũng không thể làm gì được ta. Gã dời tầm mắt lên trên giới hà, thậm chí không hề che giấu sự coi thường của mình, ngươi tự mình điều dưỡng cho tốt đi. Chiến lực vốn đã không được, nếu không dưỡng trạng thái cho tốt thì cũng sẽ bị thuấn sát, nếu vậy ta biết phải bàn giao lại cho Dực Vương thế nào đây? Dực Vương chính là vị lão tổ chân vương của Thủy Ưng Văn. Lời này không thể nghi ngờ chính là tác thẳng vào mặt, là đòn đánh trả ác liệt mà Ngư Tự Khánh dám can đảm thể hiện ra sự bất mãn với gã. Thủy Ưng Văn cắn chặt răng, cuối cùng không nói tiếng nào khoanh chân ngồi xuống, ở tại chỗ điều tức. Không phải là gã không có nghĩ tới nhưng đây là lần đầu tiên gã sâu sắc cảm nhận được trận chiến lấy chính vây một lần ấy đã trở thành sỉ nhục cả đời của gã. Cho dù là bất kỳ ai đều có thể mang chuyện này ra đâm gã bị thương. Thủy ưng vanh vừa mới ngồi xuống bắt đầu điều tức, vẫn sức được một nửa bất chợt nghe tiếng thủy triều dâng lên. Tiếng thủy triều dâng lên trùng trùng điệp điệp, khương vọng từ giữa nhảy ra hét to một tiếng, ai chặn ta kẻ đó chết. Cả hoảng sợ nhìn lại nhưng chỉ thấy một thiếu niên thanh tú, chân đạp lên sóng lửa vô tận, dùng hết tốc độ lao tới. Chờ ngươi đã lâu. Ngư tự khánh hừ lạnh một tiếng, bước thẳng từng bước đi ra, tiến lên nghênh đón. Thủy ưng vanh há mồm muốn la lên, đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt xuống. Nếu để cho ngư tự khánh dễ dàng giải quyết cương vọng, vậy chẳng phải thủy ưng vanh gã sẽ càng lộ vẻ không có năng lực ư. Vì thế gã chỉ đứng dậy, bày ra tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ chiến đấu. Khương Vọng cố ý khống chế ảo ảnh, thi triển bát âm phần hải mà hắn từng thi triển ra ở trước mặt Thủy Ưng Văn, chẳng qua lại lo lắng Thủy Ưng Văn trước đó đã từng thấy qua sẽ phát hiện ra đầu tiên. Không ngờ mặc dù Thủy Ưng Văn nhìn thấu nhưng lại không hề hé răng. Ngư tự khánh vô cùng khí phách đã tiến lên đón. Năm ngón tay quặp lại tạo thành thế chục, xung đột trực diện với ảo ảnh mà thận vương châu tạo ra. Trong lúc này, lại có một khương vọng khác tung kiếm lao ra, như bảo tố bắn tới một khúc sông giới hà khác, xem ra là chơi chiêu dương đông tiếp tây. Mắt thấy móng trái của ngư tự khánh ép xuống, ảo ảnh do thận vương châu tạo ra lập tức vỡ nát. Tay phải gã cũng hóa thành trảo, vạch thẳng tới trước người một cái, thế nhưng trước người gã cái gì cũng không có, giống như là đánh vào không khí. Chỉ là trên người khương vọng đang tung kiếm lao tới giới hà phía trước đột nhiên xuất hiện năm cái khe nứt, trực tiếp vỡ nát. Không thấy máu thịt, lại là một cái ảo ảnh hả ngư tự khánh giật mình thốt lên nhưng vẫn nhàn nhã liếc mắt nhìn thủy ưng vanh một chút tên này tinh thông huyễn thuật à cái ảo ảnh phân thân vừa nãy ta vậy mà nhìn không ra một chút vấn đề nào thì ra gã đã sớm nhìn thấu ảo ảnh của thận vương châu chỉ là tương kế tự kế dụ khương vọng đi ra để giết chẳng qua ảo ảnh phân thân của hồng trang kính lại làm cho gã tin là thật đến nỗi xuất ra sát chiêu so với sự ngạc nhiên của ngư tự khánh Khương Vọng lại càng cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Vừa rồi. Đây là thủ đoạn gì vậy? Người ở bên này sao lại công tới bên kia? Khoảng cách đối với Ngư Tự Khánh mà nói dường như đã mất đi ý nghĩa. Quả thực là xuất quỷ nhập thần. Khương Vọng ở bên ngoài cách 20 dặm, hết sức cẩn thận dịch chuyển ra xa. Một chiêu vừa rồi cũng không phải là dương đông kích tây mà là đánh cỏ động rắn, chính là muốn nhìn thử một chút thủ đoạn của Ngư Tự Khánh phải nói là mục đích đã đạt được hắn thấy rất rõ ràng nhưng đây cũng không phải tin tức gì tốt bởi vì đối thủ thật sự rất đáng sợ cái phân thân ảo ảnh vừa rồi của hồng trang kính cơ bản không hề có đường sống phản kháng cho dù là tự đặt bản thân hắn vào đó cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao nếu như hắn liên tục vận dụng thận vương châu và phân thân ảo ảnh của hồng trang kính thì sẽ đạt được thu hoạch gì điều này đã làm cho khương vọng chân chính nhận thức được ngư tự khánh này bây giờ ít nhất còn chưa thể dùng lực chống lại thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội mặc dù dựa theo phân tích trước đó hắn cũng tưởng tượng ra được sự đáng sợ của ngư tự khánh nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi ông xúc động muốn thử một lần bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm này trong đầu hắn xác định bản thân không phải đối thủ của ngư tự khánh cơ bản không có khả năng ở dưới loại công kích quỷ dị này thành công qua sông cho nên hắn quả quyết rút lui khỏi đây rút lui cũng không phải từ bỏ mà là tỉnh táo suy xét đánh giá một khi thủ hạ của đối phương tới đông đủ tất nhiên sẽ mở rộng ra tìm kiếm ở khu vực lân cận giới hà trước rồi sau đó mới mở rộng tới những chỗ xa hơn đến lúc đó hắn ở trong này khẳng định không còn chỗ nào có thể ẩn nấp nhưng khu vực đinh mùi này lớn như vậy cho dù kéo hết toàn bộ hải tộc ra tới thì cũng rất khó điều tra một lượt hết toàn bộ không gian tấm lưới điều tra khi càng kéo rộng ra thì khe hở sẽ càng lớn Hắn không tin những kẻ tới đuổi giết hắn toàn bộ đều là cường giả có cấp bậc như Ngư Tự Khánh, đều có thủ đoạn giống như gã vậy. Chỉ cần chờ Ngư Tự Khánh rời khỏi giới Hà, tham gia vào tìm kiếm hắn thì hắn mới có cơ hội vòng trở về, thành công qua sông. Đây là lựa chọn tốt nhất ở dạng tình thế này, cũng là nỗi bất đắc dĩ khi đối mặt với loại cường giả như Ngư Tự Khánh. Vừa rồi chỉ quan sát trong thời gian ngắn ngủi, Khương Vọng đã đoán ra được tên hải tộc này ở trong tu sĩ nhân tộc ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc ngoại lâu thần thông. Hơn nữa thần thông của gã còn rất đáng sợ, hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc Diêm La của Địa Ngục Vô Môn. Về phần mạnh hơn hay là yếu hơn, trước khi chưa có giao thủ chứng thực thì không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Nhưng cho dù có thế nào, tên này chắc chắn là mạnh hơn hắn. Thông qua tầm mắt của phân thân ảo ảnh, Khương Vọng đã nhìn thấy được năm màu sắc rực rỡ của cái giới hà kia, mảnh vỡ của vô số thời gian và không gian phiêu đảng ở trong khe nước nhỏ hẹp mà lại mênh mông cuồn cuộn kia, vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm. Khương Vọng vừa rút lui ra xa vừa ghi nhớ kỹ dáng vẻ của giới hà ở trong lòng. Cho dù đối thủ có mạnh bao nhiêu, hôm nay hắn nhất định phải vượt qua cái giới hà này. Ở trước giới hà, Ngư Tự Khánh không phát hiện ra chỗ của chân thân đối thủ, gã cũng không tính đuổi theo tìm kiếm chặn đường đi mới là chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn này. mặc cho ngư thiên biến vạn hóa, ta chỉ cần giữ con đường nhất định phải đi qua là được rồi. cho nên gã chỉ liếc mắt nhìn sơ một chút, không thể nhìn ra chỗ ẩn nấp của khương vọng thì lập tức đứng yên tại chỗ. bởi vì qua một phen tiếp xúc vừa rồi, gã cũng lưu ý hơn một chút, bắt đầu thu hoạch nhiều tình báo hơn ở chỗ thủy ưng văn. đối mặt với câu hỏi của ngư tự khánh, thủy ưng văn chỉ nói: ta đã nói rồi không thể kinh thường người này. Hắn không chỉ có huyễn thuật xuất thần nhập hóa mà năng lực giết chóc lại càng đáng sợ hơn. Có một môn thần thông ứng dụng hệ hỏa, hầu như không gì mà không đốt được. Ồ, chẳng qua chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi, chỉ có thể hù dọa được con nít trong lời nói của ngư tự khánh có hàm ý khác, gã cười lạnh, ngươi xem, ta chặn ở chỗ này, hắn có dám lộ chân thân ra không? Con nít này là đang nói ai, không thể rõ ràng hơn nữa. Thủy ưng vanh bị ngư tự khánh thi thoảng dùng loại thái độ này tới mỉa mai tức giận gần chết Nhưng gã xác định không phải đối thủ của ngư tự khánh nên dứt khoát dừng lại tự mình điều tức Coi như không có nghe thấy Ngược lại là ngươi đó Ngư tự khánh đột nhiên nhớ ra cái gì Âm lãnh nhìn gã Mấy tin tình báo này sao trước đó ngươi không nói với ta Chuyến này bọn họ phụng mệnh của bạch tượng vương tới đây lục phát tìm giết khương vọng Quân lệnh như núi, nếu như bị báo lên trên một cái tội danh không có ý định phối hợp thì rất khó có quả ngọt để ăn. Trong lòng Thủy Ưng Văn âm thầm sợ run nhưng trên mặt lại nổi giận đùng đùng nói, "Ta vẫn luôn muốn nói, nhưng ngươi có cho ta cơ hội để nói không? Ta vừa đến đã có nói chỉ bằng chúng ta cùng nhau đề phòng, ngươi đã nói gì hả? Bây giờ không bắt được người lại trách ngược về ta." Ngư Tự Khánh, ngươi làm nhục ta quá đáng, ngày sau ắt có hậu báo. Thấy Thủy Ưng Văn nổi giận đùng đùng Ngư Tự Khánh ngược lại cảm thấy hài lòng, khẽ gật đầu nói, ta sẽ chờ ngày sau của ngươi, hy vọng đừng bảo ta chờ lâu quá. Cả chính là muốn nhục nhã tên này. Tên này là hậu duệ chân vương, ở có tổ tông tốt, hoàn toàn đánh mất truyền thống dũng cảm của hải tộc. Chỉ biết tìm nơi an nhàn thoải mái, khoái đảo rất nhiều khu vực mê giới tới nỗi chứng khí mù mịt. Khu vực mà Ngư Tự Khánh tới vừa vặn là chỗ điều động đối ứng, rõ ràng, sạch sẽ trong sạch. Tên thủy ưng văn này còn có tên ngư vạn cốc kia nữa, đều là tìm quan hệ chuyển tới. Không dám đi khu vực giáp thân thế lớn của nhân tộc, lén lút đổi chỗ trước khi điều động lại còn tưởng rằng người bên ngoài không biết. Gã nhìn không vừa mắt nhất chính là hải tộc dạng này, cho nên cũng không ngại nhục nhã tên này một chút. Ngươi sẽ không phải chờ lâu đâu. Thủy ưng vanh cắn răng đáp lại, làm như căm hận tới cùng cực nhưng trong lòng lại thở vào một hơi nhẹ nhõm, yên lặng mắng. Con chó ngu ngốc, ha ha ngư tự khánh khinh thường cười trong lòng mắng thầm một tiếng đồ ăn hại khương vọng đã rời đi từ trước cũng không biết rằng bạch tượng vương chỉ cho ngư tự khánh nửa canh giờ nếu chỉ có hắn và ngư tự khánh đột phá và phòng bị thì thời gian thật ra nghiêng về phía hắn nhưng ngư tự khánh cũng không biết khương vọng không có thủ đoạn gì để đưa tin vượt ra khỏi khu vực càng không thể phá vỡ vòng vây phong tỏa đưa tin của hải tộc không cầu viện thành công ở trong suy nghĩ của ngư tự khánh viện binh của nhân tộc ở khu vực khác có thể đến bất cứ lúc nào, vậy nên gã nhất định phải nắm chắc thời gian. Từ đó tạo thành tình cảnh đôi bên đều cực kỳ gấp gáp. Khương Vọng muốn nhanh chóng phá vòng vây, còn Ngư Tự Khánh thì muốn mau mau hoàn thành việc tìm kiếm và truy vết. Bọn họ cũng không quen biết từ trước, chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ. Nhưng vào giờ phút này ở trong mê giới, do xuất thân và lập trường của từng người mà bọn họ đã rơi vào cục diện mâu thuẫn song phương tuyệt đối về mặt ý nghĩa một đột phá, một phòng thủ. Một trốn, một tìm. Khương Vọng dù đang vội, nhưng sau khi đánh rắn động cỏ thì đã cấp tốc rút đi, cẩn thận từng ly từng tí ẩn náu. Giống như không hề vội vã muốn phá vòng vây, giống như có thể trốn đến thiên hoang địa lão. Còn ngư tự khánh dù đang vội, nhưng vẫn phòng thủ ở giới hà không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không lo lắng nhiệm vụ có thành công hay không, dường như có thể biến thành một tượng đá ở đây. Tiên hiền có nói, dù cho núi Thái Sơn có đổ trước mắt thì mặt cũng không biến sắc, hu nhảy bên cạnh mắt cũng chẳng may động, thì mới có thể trở nên lợi hại, có thể chờ đợi kẻ địch. Dù cho thực lực ra sao, chỉ xét riêng về mặt tâm tính thì cả đôi bên đều có tâm tính của cường giả. Càng gấp gáp lại càng bình tĩnh, càng khát vọng lại càng tự kiềm chế. Nếu như chỉ là phá vòng vây báo tin, dựa vào một đám tu sĩ của phù đảo Đinh Mùi cùng với thực lực và thủ đoạn của phù ngạn thanh thì bọn họ thích hợp hơn Khương Vọng cơ hội thành công cũng lớn hơn. Nhưng Khương Vọng còn là mục tiêu mà Bạch Tượng Vương dùng để lấy lòng huyết vương, là tấm thẻ cực quyết định gã có tiếp tục trận chiến này hay không. Phù Ngạn Thanh chạy thoát sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm chiến tranh của Bạch Tượng Vương. Nhưng Khương Vọng thì không phải vậy. Cho nên cuối cùng là hắn đã xuất hiện tại đây. Mà hắn gánh vác trọng trách như vậy, trốn ở nơi cách xa giới hà, không có một tí tiến triển nào. Điều này rất dễ khiến người ta lo lắng hắn đã đợi khoảng chừng một khắc, chờ thấy ít nhất ba đội chiến sĩ hải tộc đi đến giới hà. Nhưng ngư tự khánh vẫn không có động tĩnh gì. Không chỉ không nhúc nhích, mà cũng chưa hề phái những chiến sĩ hải tộc này ra. Quá thận trọng, cái tên này không chỉ có mỗi thực lực mạnh thôi đâu. Trước khi năm đội hải tộc tới giới hà, thì những chiến sĩ hải tộc ở trước giới hà vẫn không rời nửa bước. Có mấy lần Khương Vọng đã mạo hiểm tới gần, quan sát tình hình thông qua hồng trang kính. Bọn hải tộc này đã triệu tập hải thú, khuyết tế tại chỗ, đắp nên một bức tường máu thịt ở trước giới hài trên bức tường máu me đầm đìa kia phủ kín gai xương, trong khoảng cách giữa các gai xương lại ẩn giấu không ít con mắt. Khương vọng không biết rõ đây là tường gì, nhưng có thể nhận thấy rõ rằng cái bức tường máu này không hề dễ phá. Nó càng ngày càng dày, càng ngày càng cao, càng ngày càng dài, về sau đã trực tiếp ngăn lại bảy dặm giới hà. Theo thời gian trôi đi, Ngư Tự Khánh cũng không làm theo ước hẹn rời khỏi giới hà đi tìm hắn. Mà trái lại chỉ phòng thủ kiên cố ở giới hà, không ngừng tăng cường lực lượng phòng ngự ở nơi đây. Khương vọng càng chờ, thì hình như hy vọng phá vòng vây lại càng xa vời. Nếu như nói lúc trước, việc hắn phải đối mặt với Ngư Tự Khánh và Thủy Ưng Vân rồi mạnh mẽ đột phá vòng vây chỉ có độ khả thi khoảng một phần mười. Vậy thì hiện tại, sau khi có thêm bức tường máu thịt này, thì độ khả thi của việc phá vòng vây đã hoàn toàn thành con số không. Ý nghĩ của Ngư Tự Khánh là muốn cho bản thân gã đứng ở thế bất bại, sau đó mới tìm kiếm khả năng chiến thắng. Nếu bỏ qua sức chiến đầu mà nói chuyện, thì loại đối thủ này cũng đã vô cùng đáng sợ, có thể coi là soái tướng tài giỏi chân chính. Khương Vọng bỗng nhiên phát hiện, ngoài việc chờ đợi thì hình như bản thân không còn cách nào khác. Mà kết cục của chờ đợi, phù đảo đinh mùi sẽ bị hủy diệt, khu vực đinh mùi sẽ hoàn toàn trở thành khu vực của hải tộc. Mà hắn, người bị vây ở trong khu vực này cũng sẽ bị tìm ra sớm thôi. Có lẽ hy vọng duy nhất chính là sự phản công của nhân tộc. Nhưng phải chờ đến lúc nào mới được, mà hắn có thể chống đỡ được cho tới lúc đó hay không, rồi lúc đó chắc chắn sẽ thành công hay không. Tình cảnh gian nan Là nơi được xem như chiến trường chính của nhân tộc và hải tộc, Khương Vọng chỉ mới tới mê giới không bao lâu mà đã mấy lần rơi vào tình cảnh nguy cơ sống còn. Hảo nào có nhiều cường giả mất mạng tại đây như vậy? Ta sẽ là một trong số họ sao? Chiến đấu với Bích Châu bà bà hay là với con trai của huyết vương kia thì đều là trận đánh sinh tử, lúc đó tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Khương Vọng vẫn luôn chắc chắn rằng mình sẽ thắng, chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ thất bại. Cuối cùng người chết thực sự là đối thủ. Nhưng việc không thể tiến cũng không thể lùi trong lúc đối đầu với Ngư Tự Khánh, đã khiến hắn không kìm được mà nghĩ đến vấn đề này. Hút phong của đại điển hải tế năm sau, không biết còn có thể dắt những hồn niệm ở khu vực đỉnh mùi về lại được hay không. Hắn không muốn chờ đợi, không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chỉ có thể chờ đợi. Khương Vọng dùng ý chí đáng sợ để áp chế nỗi kích động muốn liều chết đánh cược một lần. Từ đầu tới cuối chỉ yên lặng chờ đợi, không làm ra bất cứ động tĩnh gì. Khi mà trước giới hà đã tập trung hơn 100 chiến sĩ hải tộc, khi mà bức tường máu thịt kia gần như đã trở thành một cự thú khủng bố thì cuối cùng Ngư Tự Khánh cũng ra quyết định lần nữa. Cả bắt đầu phân công các tiểu đội hải tộc, từng đội từng đội đi về các hướng khác nhau mà triển khai việc tìm kiếm. Vị trí đứng của những chiến sĩ hải tộc này rất đáng được chú ý, Khương Vọng không thấy được nó ảo diệu như nào, nhưng có thể đoán là cái vị trí đứng này rất tiện cho việc liên hệ với nhau. Mà mỗi một chiến sĩ trong đội hải tộc thì đều có vật màu đỏ hình vẫy lân ở trên mu bàn tay không khó để đoán ra được, vật ấy duy trì một loại liên hệ nào đó giữa tất cả các đội hải tộc với nhau. Nếu không phải quan sát được qua hồng trang kính, thì chỉ sợ Khương Vọng không thể nhìn thấy được tỉ mỉ như vậy. Mà cứ như thế, một tấm lưới đánh cá đã được dựng nên bởi những chiến sĩ hải tộc kia. Lấy giới hà làm trung tâm mà giăng lưới về bốn phương tám hướng. Ngư tự khánh coi như là người khống chế tấm lưới này, hoàn toàn nắm chắc cục diện. Nhưng Khương Vọng chỉ chờ, chờ xem đến bao giờ thì cái tên này mới rời đi dù thấy bức tường máu thịt kia rất khủng bố nhưng có lẽ thứ càng khó đối phó hơn chính là bản thân ngư tự khánh thế nhưng bởi vì hải tộc đã quan ra tấm lưới lớn này nên hắn không thể không rút lui xa hơn xa tới mức có dùng hồng trang kính cũng không thể quan sát được ngư tự khánh nói cách khác hiện tại hắn đã không thể đoán xem ngư tự khánh có rời khỏi giới hà đi tìm hắn hay là ở chỗ chết tiệt nào đối mặt với tấm lưới đánh cá kia hắn cũng không thể dùng phương thức tập sát tiêu diệt mấy tiểu đội hải tộc để làm xáo trộn thế trận của đối thủ được ngư tự khánh thực sự bố trí cực kỳ chặt chẽ và cẩn thận đây là một chiếc lưới lớn từ từ nới rộng chỉ cần hắn chạm vào một điểm ở trong đó các điểm khác sẽ phản ứng lại cực nhanh nếu hắn cố tình giết ai đó trong đội ngũ truy giết này thì chỉ có thể làm cho sức mạnh của đội truy giết này suy yếu trong một thời gian ngắn nhưng trên thực tế lại giúp đối phương thu nhỏ phạm vi tính ra cái được không bù cái mất. Hắn đã từng được trải nghiệm chiến pháp truy vết của hải tộc một lần. Lúc đó đối mặt với con trai của huyết vương, hắn cũng phải dùng hết toàn lực đánh giết mới mở ra được đường sống. Mà lần này, đối thủ càng nhiều cũng càng mạnh hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất chính là chờ tấm lưới này mở rộng đến phạm vi cực hạn, mở rộng đến mức mắt lưới đủ để hắn qua, thì lúc đó hắn mới có thể xuyên qua nó và trốn đến sau mắt lưới. Đương nhiên đây là chuyện rất khó khăn, nhưng Khương Vọng có nạp y có thể che giấu bản thân, lại có hồng trang kính có thể soi sáng chu vi 50 dặm, nhờ đó mà có thể quan sát được hết mọi hành động của đối phương, cũng chỉ có thể như vậy. Đây vừa là tình cảnh nguy hiểm liên quan đến sống chết, vừa là trò chơi trốn tìm. Dù cho núi Thái Sơn có đổ trước mắt thì mặt cũng không biến sắc, hô nhảy bên cạnh mắt cũng chẳng may động, thì mới có thể trở nên lợi hại, có thể chờ đợi kẻ địch, tô tuân, tâm thuật tấm lưới đánh cá mà các chiến sĩ hải tộc tung ra được mở rộng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bởi vì bọn họ cũng đang rất vội. Những chiến sĩ hải tộc khác, những người không tham gia vào bố trí ở giới Hà thì cũng lấy phù đảo đinh mùi làm trung tâm và bắt đầu truy bắt mục tiêu. Chỉ có điều Khương Vọng trốn ở đây cho nên có thể chưa biết. Diện tích khu vực đỉnh mùi rất lớn, họ tập trung tìm kiếm ở đoạn từ phù đảo đinh mùi cho đến giới Hà, dù phạm vi được thu nhỏ rất nhiều nhưng vẫn cực kỳ khó khăn. Ở khu vực đinh mùi này, dù hai điểm có cách xa nhau thì thường cũng không phải khoảng cách thẳng tắp. Bởi vì phương hướng hỗn loạn rắc rối, lại quanh co qua lại. Khương vọng cũng phải dựa vào chỉ dư mới có thể thuận lợi tìm tới chỗ này. Trong khoảng thời gian im lặng chờ đợi này, nội tâm của hắn vừa sốt ruột lại vừa bất an. Đại quân hải tộc bao vây đảo với thế công mãnh liệt, hắn không biết phù đảo đinh mùi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu như bởi vì hắn không cầu viện thành công, mà dẫn đến kết cục phù đảo đỉnh mùi bị hủy diệt vào hôm nay, thì cả đời hắn đều phải gánh trách nhiệm này trên lưng. Lại chờ đợi thêm đúng một khắc nữa, Khương Vọng mới tạm dừng việc liên tục lùi lại, bởi vì mắt lưới đã mở rộng đến mức đủ để hắn xuyên qua. Vị trí đứng im bất động hiện tại của hắn là vị trí mà sau khi cẩn thận phân tích tính toán rồi quan sát đo đạt qua hồng trang kính mới ra được, mà nó vừa hay lại nằm trong mắt lưới của đội ngũ hải tộc truy giết. Chỉ cần đứng im bất động, đội ngũ hải tộc sẽ tự động bỏ qua hắn. Hắn mặt nạc y, đứng ở giữa không trung, thân thể dường như đã trở thành một phần của mê giới. Tấm lưới kia càng ngày càng gần, nếu như hắn tình nguyện thì thậm chí hắn có thể nhìn bằng mắt thường để xem những người hải tộc đang vây bắt hắn trông như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng nhớ rõ bài học kinh nghiêm, nên vẫn chỉ dùng hồng trang kính để quan sát. Hơn nữa, tầm nhìn của hồng trang kính thực sự càng bao quát và cụ thể hơn so với mắt thường của hắn. Bởi vì nhiệm vụ của những tiểu đội chiến đấu này của hải tộc chủ yếu là tìm kiếm, cho nên lúc này thế trận đã phân tán, khoảng cách giữa các đội với nhau là rất lớn. Hắn đứng ở vị trí trung tâm giữa hai tiểu đội chiến đấu, một khi bị lộ thì sẽ lập tức nên đón sự tấn công của 20 tên chiến sĩ hải tộc. Hơn nữa tấm mắt lưới này sẽ nhanh chóng thu hẹp lại. Hải tộc ở khắp nơi sẽ nhanh chóng tập trung lại, như thế thì hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Hiện tại Khương Vọng đã không còn hoảng loạn chỉ vì loại nguy hiểm ở trình độ như này. Hắn im lặng quan sát mọi thứ, thậm chí có thể đoán ra thực lực của mỗi một người hải tộc qua những chi tiết nhỏ trong quá trình tìm kiếm. Từ đó cứ diễn tập thử ở trong lòng liên tục. Một khi xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng có thể phản ứng lại thật nhanh. Giết ai đầu tiên, giết bằng cách nào sẽ tiết kiệm đạo nguyên nhất, giết như nào nhanh nhất. Đây là những vấn đề không ngừng quanh quẩn ở trong đầu hắn thế mà sự việc ngoài ý muốn khiến người ta tiếc nuối vẫn xảy ra trong đội ngũ có một hải tộc mập mạp cấp chiến tướng không biết là do sơ sẩy hay là như nào mà hải thú hình ngựa đầy lông lá do hắn đang điều khiển lại bỗng nhiên vì mũi một cái rồi chết đi vài bước về hướng khác rõ ràng lúc trước phương hướng của hắn ở trong đội ngũ vẫn rất vững vàng chỉ bởi vì một cái phản ứng của hải thú mà lại bị lệch hướng đội ngũ này được huấn luyện nghiêm chỉnh bởi vì những hải tộc còn lại cũng dựa vào vị trí của hắn mà tức tốc điều chỉnh lại vị trí đứng của mình. Để duy trì được vị trí ban đầu của đội hình. Đối với cái tiểu đội hải tộc này mà nói thì đây chỉ là một sự việc bất ngờ nho nhỏ. Khá là bình thường, không hề hiếm gặp. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, lại tại thành tai họa khổng lồ bởi vì vị trí mắt lưới đã có thay đổi. Nếu như hắn tiếp tục đứng im, thì sẽ tiến vào khu vực cảm ứng của đội ngũ hải tộc này nếu như hắn di chuyển thì nặc y sẽ mất đi hiệu lực trong một vài phút ngắn ngủi bởi vì một việc ngoài ý muốn nhỏ xíu này mà bất kể là tiếng hay lùi thì hắn đều phải đối mặt với kết quả bị phát hiện hắn dựa vào hồng trang kính và nặc y để tìm kiếm khả năng duy nhất có thể phá vỡ vòng vây nhưng tấm lưới giao ngư tự khánh bố trí này thực sự quá phức tạp tỉ mỉ chính là kiểu có thể thay đổi không ngừng này làm cho khả năng bỏ sót con mồi hạ thấp xuống mức vô hạn, ít nhất cho đến khi mắt lưới quá lớn để bù đắp. Khương Vọng không thể không suy nghĩ một vấn đề, mỗi một người trong tiểu đội hải tộc này có thể có lựa chọn gì? Nếu như có thể đoán ra được lựa chọn của bọn họ, như vậy thì vấn đề thứ hai là, trong tình huống bọn họ kiên định chấp hành quân lệnh, xác định rõ phải làm sao thì lạc lối có thể phát huy tác dụng hay không? Mặc kệ có ra sao thì cũng phải thử một lần. Khương Vọng không ngừng quan sát mỗi một hải tộc tới gần mình thông qua hồng trang kính, cố gắng tìm ra một người dễ bị ảnh hưởng nhất. Sau đó sẽ dùng thần thông lạc lối làm cho vị hải tộc này lệch hướng một chút, từ đó làm ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ, để cho mắt lưới khẽ dịch chuyển, cho đến khi hắn có thể đi qua một cách hoàn hảo. Để làm được như vậy thì cần phải có phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Hắn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trực tiếp rút kiếm ra đánh giết nếu lạc lối thất bại. Đối phương càng gần, hắn lại quan sát càng cẩn thận cái tên hải tộc này sẽ lựa chọn như nào trong sự lựa chọn đó hắn ta sẽ di chuyển về hướng nào vào lúc khương vọng còn đang suy tính bỗng nhiên đội ngũ hải tộc này lại chuyển hướng tấp tốc di chuyển về một hướng khác thông qua hồng trang kính hắn có thể nhìn thấy một nhánh đội ngũ hải tộc ở trong phạm vi khác cũng gần như chuyển hướng cùng một lúc giống như suy đoán lúc trước của hắn một điểm này đó có thay đổi thì cả tấm lưới đều sẽ di chuyển đội hình tiểu đội chiến đấu của hải tộc cũng xảy ra biến động bọn họ trực tiếp phá vỡ đội hình tốc độ càng nhanh hơn tăng tốc đi về một hướng những người chậm hơn thì đuổi theo ở phía sau rồi lại lờ mờ tạo thành một phòng tuyến khác để ngăn ngừa mục tiêu bất ngờ phá tan lưới đánh cá những chiến sĩ hải tộc tạo thành tấm lưới lớn này di chuyển với sự nhạy cảm kinh người ví những chiến sĩ hải tộc trong đội truy bắt này với từng cái tiết điểm trong lưới đánh cá vậy một khi khu vực nào đó ở trên lưới đánh cá có động tĩnh gì thì các tiết điểm sẽ co rút lại với tốc độ cực nhanh trực tiếp khóa kín khu vực xảy ra biến động đây cũng là lý do khương vọng đưa ra nhận định rằng không thể dùng cách đánh vết để phá vỡ thế cục nhưng vào giờ phút này nguyên nhân khiến tấm lưới này xảy ra biến động không phải do hắn hắn vẫn ở ngay đây còn chưa kịp làm bất cứ cái gì hiện tại toàn bộ tu sĩ nhân tộc đã trốn về phù đảo mà người đụng vào một điểm nào đó trên lưới đánh cá chỉ có thể là chữ mật. Chữ mật bị đội ngũ hải tộc phát hiện. Nói bí thuật ẩn nấp lương thượng lâu không thể sánh với nặc y cũng được, nói hắn ta cũng gặp phải cảnh ngộ khốn đốn không thể tránh khỏi cũng tốt. Bất kể nói như thế nào, thì biến cố bất ngờ này cũng tạo ra cơ hội cho Khương Vọng. Lúc này, hắn không chỉ nằm trong vùng an toàn, mắt lưới một lần nữa, mà cái khe hở an toàn này đang nhanh chóng rộng mở. Vốn Dĩ Khương Vọng có thể lợi dụng cơ hội này rồi phá vỡ vòng vây. Nhưng không biết tại sao, lúc này trong đầu hắn lại nghĩ đến câu nói kia của Đinh Cảnh Sơn. Đến mê giới đều là đồng đội. Một câu nói quá giản dị, quá đơn giản. Nhưng để lại dấu ấn quá sâu sắc. Thậm chí Khương Vọng đang nghĩ rằng, đột nhiên chữ mật bị phát hiện, liệu có phải là hắn ta cố tình tạo ra động tĩnh để thu hút sự chú ý và dẫn dắt đám hải tộc trời đi giúp hắn hay không? Tuy rằng khả năng này là cực kỳ nhỏ bé Mà tên kia trông cũng cực kỳ không đáng tin Nhưng dù sao Phù Ngạn Thanh cũng đã nói Về việc này thì có thể tín nhiệm chữ mật Khương Vọng suy nghĩ một chút Cuối cùng vẫn quyết định Hắn dùng một chân đạp tan mây xanh Thân hình nhanh chóng di chuyển Vừa lúc lại xuất hiện ngay trước mặt Một hải tộc cấp chiến tướng bị lạc đàn Bởi vì đội hình bất ngờ thay đổi Không đợi đối phương có hành động gì Khương Vọng trực tiếp dùng một kiếm chém đầu hắn ta sau đó đè vật cưỡi một con hải thú như hổ có vảy của đối phương lại rồi chiếm cứ bằng thần hồn nặc xà lại bỏ một viên bảo châu trơn bóng chiếu rọi những đổi thay của núi sông vào miệng nó viên bảo châu đó chính là thận vương châu chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể khiến con hải thú này phát điên chạy ra xa dưới tác dụng huyễn thuật của thận vương châu nó nghiễm nhiên biến thành dáng vẻ của khương vọng khơi ra biển lửa rồi lừng lẫy đi nhanh thoáng chốc đã kinh động rất nhiều hải tộc thương vọng cũng không quay đầu lại mà trực tiếp lao tới giới hà bởi vì chữ mật thu hút sự chú ý của hải tộc đã tạo ra mối nguy hiểm cực lớn thứ hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy dù sao hắn cũng góp một viên thận vương châu đấy về sau nếu như tên này không chết thì nhất định bắt hắn ta trả nếu không trả thì mỗi ngày đều mời hắn ta đi tuần phủ kiểm uống trà mời tất cả sư phụ đồ đệ kể cả bằng hữu giao hảo hay đồng môn của hắn ta tới cùng, hương vọng vừa bay vừa hung dữ nghĩ. Thanh bài bổ đầu kiểu gì cũng tìm ra cách đối phó với một tu sĩ xuất thân từ tông môn như lương thượng lâu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chữ mật có thể sống sót nhờ lần giúp đỡ này. Vù vù vù. Chữ mật thở hỗn hển hóa thành bóng người nửa trong suốt, bay sang trái rồi lại sang phải thật nhanh trên không trung để có thể tránh được những phép thuật công kích đang không ngừng đuổi theo ở phía sau. Ngay lúc đại quân hải tộc bao vây đảo thì hắn ta đã có suy nghĩ trốn đi, nhưng trong lòng hắn ta cũng biết khả năng chạy trốn là bằng không. Sở dĩ đinh cảnh sơn để cho Khương Vọng đi phá vòng vây lại là một cách bí mật như vậy, chính là vì không muốn để những người khác biết, tránh ảnh hưởng đến sĩ khí. Hắn ta biết nhất định trong đó có huyền cơ, vì thế nên lặng lẽ đuổi theo, chính là vì cho rằng Khương Vọng lai lịch bất phàm có thể là một cái thuyền thuận gió chạy trốn, cùng nhau thoát khỏi phù đảo. Sau khi phù ngạn thanh bắt được hắn ta, hắn ta gần như là vứt bỏ hết mặt mũi mới có được cơ hội sống sót. Chữ mật hiểu rất rõ ràng nhất định phải bảo mật nghiêm ngặt việc Khương Vọng phá vỡ vòng vây trong thời điểm tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt. Vì thế hoặc là hắn ta sẽ bị trừng phạt bằng quân pháp, hoặc là chứng tỏ giá trị của bản thân, chứng tỏ mình không đáng chết. Hắn ta lựa chọn giúp Khương Vọng phá vòng vây, đồng thời cũng là chân thành muốn giúp Khương Vọng phá vòng vây. Thứ nhất, Tuy rằng việc phá vòng vây cũng rất nguy hiểm, nhưng độ khả thi so với việc ở lại trên đảo nên chiến với đội quân hải tộc vẫn cao hơn một tí. Thứ hai, chữ mật thật sự rất muốn thiết lập tình bạn với loại nhân vật có bối cảnh thâm hậu như Khương Vọng này. Chỉ có nhân vật ở mức độ này mới có thể giúp hắn ta rửa tội, để hắn ta không cần ở lại cái nơi quỷ quái như mê giới này nữa. Hắn ta thật sự không muốn tiếp tục ở mê giới, không muốn ở thêm một ngày nào nữa. Mỗi một ngày ở đây, chuyện thứ nhất làm sau khi tỉnh dậy chính xác nhận xem mình có còn sống hay không chữ mật cực kỳ không muốn chết nhưng nếu sống ở địa phương quỷ quái ăn bữa nay lo bữa mai như ở đây thì còn có thể sống bao lâu cho dù những lúc cần phải chiến đấu ra thì đều trốn trên đảo nhưng như thế cũng không thể bảo đảm an toàn như tình thế bạch tượng vương lần này chẳng phải rất nguy hiểm sao cho nên chữ mật thật sự tận tâm giúp khương vọng trốn thoát nhưng sau khi ngư tự khánh ngăn chặn giới hà hắn ta nhận định rằng chuyến đi lần này đã vô vọng. Hắn ta và Khương Vọng có gộp lại cũng đều không phải đối thủ của Ngư Tự Khánh. Vì thế hắn ta tận tình khuyên nhủ, hy vọng Khương Vọng đừng mạo hiểm. Thế mà Khương Vọng lại mở túi mệnh ảnh ra, trực tiếp thả hắn ta rời đi. Đây là điều mà chữ mật không hề nghĩ tới. Hắn ta xác thực lòng mình có biết ơn, nhưng vẫn quyết định lẫn trốn. Bạch tượng vương bao vây phù đảo, ngư tự khánh truy giết Khương Vọng, không một ai nhầm vào hắn ta. Túi lệnh ảnh đã được giải trừ, hắn ta bây giờ là trời cao mặt cho chim bay, có thể dựa vào biệt tích thuật cao siêu mà tìm một chỗ mới để trốn đi. Chờ đến lúc sóng gió lắng xuống thì lại xuất hiện. Dù cho cuối cùng hải tộc hoàn toàn thắng lợi, đến lúc đó cũng sẽ không vì một tên vô danh tiểu tốt như hắn ta mà lục soát khu vực đinh mùi. Sau khi thế cục ổn định lại, chắc chắn có thể chạy thoát. Nhưng gay go là, hắn ta lại bị phát hiện tìm tung thuật của hắn ta đạt trình độ hàng đầu ở toàn bộ phù đảo Đinh Mùi, ngoại trừ phù ngạn thanh ra thì hắn ta tự nhận rằng mình không kém bất cứ ai. Vốn dĩ nghĩ đến việc trốn đi mấy chục ngày cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hắn ta lại đánh giá thấp quyết tâm và lực độ của hải tộc trong việc truy vết Khương Vọng. Bạch tượng vương phái ra trọn một đội quân hải sào, mà nhánh quân đội này lại chịu sự chỉ huy của ngư tự khánh mà thiết lập nên một tấm lưới lớn khủng bố. Thật không may là, Hắn ta và Khương Vọng đều ở trong cái lưới này. Khi mà tiểu đội hải tộc kia hưng phấn xông lại, khi mà không bao lâu sau tiểu đội hải tộc chiến đấu thứ hai đã xuất hiện, thì hắn ta biết mình không xong rồi. Chữ mật đau khổ lăn lộn để sống tiếp ở mê giới, đã vùng vẫy lâu như vậy, lừa đảo để tăng để gia tăng sự đảm bảo cho tính mạng của mình, nhưng cuối cùng lại chết ở chỗ này. Còn phải chết một cách vô duyên vô cớ. Điều này không khỏi khiến người ta đau khổ mà. Ít 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 mẹ ngươi Ai không muốn cho ta sống Ta sẽ để người đó không sống được Chữ mật đang bay nhanh âm thầm ước lượng hộp chứa đồ một chút rồi khẽ cắn răng Như thể muốn liều mạng một phen Đội ngũ hải tộc truy đuổi hắn ta chợt tối loạn một hồi Có vẻ như là đang mờ mịt Như thể đang tự hỏi không biết có nên truy đuổi tiếp hay không Chữ mật không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta nắm bắt lấy cơ hội tốt này một trận bạo phát đã kéo dài khoảng cách. Cho đến lúc này, dáng vẻ của Khương Vọng bỗng nhiên thoáng hiện trong đầu hắn ta. Thiếu niên kia trực tiếp mở túi mệnh ảnh ra, thẳng thắn dứt khoát xoay người, đạp mây mà đi. Thật sự rất tiêu sái, rất khí phách. Giống như hắn ta thời trẻ mộng mơ sẽ trở thành thiếu hiệp. Có phải tên tiểu tử kia bị phát hiện rồi không? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao có mấy tên hải tộc đang đuổi giết hắn ta lại trực tiếp quay đầu. Chữ mật hắn ta, chẳng qua chỉ là cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao mà thôi. Nhưng trong lòng chữ mật lại bỗng nghĩ, bản thân thật sự chỉ là người vô tội bị vạ lây thôi sao? Đối với khu vực đinh mùi sắp bị hủy diệt mà nói, đến cùng thì hắn ta, người đã ở đây chịu hình phạt 5 năm là khách qua đường, hay là khương vọng, người mới đến đây mấy ngày mới là khách qua đường. Mà ai đang phấn đấu vì tòa phù đảo này, ai chỉ mong muốn bảo vệ tính mạng của bản thân? Chữ mật cũng đã từng được trải nghiệm nạp y thiên y vô phùng hắn ta biết nếu như chỉ vì giữ tính mạng thì Khương Vọng có nhiều cơ hội hơn so với hắn ta. Xin lỗi. Mặc dù rất đấu tranh, nhưng cuối cùng chữ mật cũng chỉ nói ở trong lòng như vậy. Ta không thể chết được. Sau đó hắn ta bay thật nhanh đi. Sau khi bỏ ra một viên thận vương châu, tạo nên chút động tĩnh giúp chữ mật hấp dẫn sự chú ý của lực lượng hải tộc, thì Khương Vọng trực tiếp chạy tới giới hà tấm lưới kia đã khép lại chắc chắn sẽ không nghĩ tới con cá là hắn đã ở bên ngoài lưới đánh cá cho dù có buộc chặt miệng lưới như thế nào thì hắn đã không còn ở trong đó nữa với tư cách là người khống chế tấm lưới đánh cá này chắc hẳn ngư tự khánh đã đi kiểm tra thu hoạch rồi mới đúng bất kể là chữ mật hay là ảo giác do thận vương châu tạo ra thì đều cần thời gian để xác nhận đúng lúc hắn có thể thừa dịp này mà cố chấp đột phá giới hà tới một khu vực khác của mê giới Mặc dù trong lòng đã tính toán rõ ràng, nhưng trước khi đến gần bức tường máu thịt kia, Khương Vọng vẫn sử dụng hồng trang kính để quan sát kỹ một phen. Bức tường máu thịt khủng bố đã ngăn chặn bảy dặm giới hà cực kỳ chặt chẽ. Ở trong tầm nhìn của hồng trang kính, chỉ có thể thấy ba cái tiểu đội hải tộc đang đóng giữ trên bức tường máu thịt kia, như lầu thủ thành vậy. Trong ba tiểu đội hải tộc này có sáu hải tộc cấp thống soái, 24 hải tộc cấp chiến tướng. Phạm vi phân tán lên đến bảy dặm, phòng tuyến thực ra khá thưa thớt. Nếu cố chấp đột phá bất kỳ điểm nào, ngay lúc đó chỉ cần đối phó với một tên hải tộc cấp thống soái là được. Nếu muốn dùng loại mức độ phòng thủ này để ngăn cản Khương Vọng với chiến tích lấy một địch chính, thì đúng là còn yếu lắm. Đại khái là do bức tường kia khiến cho bọn họ quá tự tin. Trong đó có một lão bằng hữu, là một hải tộc cấp thống soái có 6 cánh và 80 chân. Khương Vọng nhớ rằng tốc độ của người này cực nhanh nhưng cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi khương vọng có ưu thế tâm lý có thể hoàn toàn nghiền ép tên kia ngư tự khánh không ở đây không có thời gian để tiếp tục thăm dò sự lợi hại của bức tường này nữa một khi chữ mật bị bắt ảo giác mà thận vương châu tạo ra bị vạch trần thì ngư tự khánh sẽ lập tức phát hiện ra khương vọng vẫn chưa xa lưới dựa vào biểu hiện cẩn thận của gã thì nhất định gã sẽ trở về giới hà rồi mới tiếp tục truy bắt một lần nữa Khương Vọng vừa miếm chặt môi lấy hồng trang kinh ra quan sát, vừa chậm rãi ẩn vào. Trước khi bị ánh mắt của một tên hải tộc trong số kia quét đến thì hắn đột nhiên rút kiếm tiến lên. Đạp tan mây xanh, một chiêu kiếm lão tướng trì mộ đã nhắm về phía tường cao kia, công đánh trước người đối thủ. Chỗ mà hắn chọn để đột phá không phải là vị lão bằng hữu kia, mà là vị hải tộc cấp thống soái trông có vẻ yếu khí thế nhất. Tất cả phải lấy kết quả làm trọng. Muốn một đòn giết chết, sau đó lấy tư thế xét đánh mà bắt cầu qua sông. Lão tướng trì mộ vốn là một đi không trở lại, một kiếm cực nặng khí thế, lại lấy tốc độ cực nhanh của bình bộ thanh vân làm nền, gần như là kiếm vừa mới ra đã đến trước mặt địch. Khương vọng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhăn nheo của tên hải tộc trước mặt kia cùng với ánh mắt sợ hãi. Kiếm của hắn không do dự chút nào, trực tiếp xuyên qua cổ đối phương. Nhưng trường tương tư sắc bén vô song mà lúc này lại cảm nhận thấy có chút vương víu dường như trong cổ của đối phương có một giá xoắn huyết nhục nào đó đang không ngừng dây dưa với thân kiếm. Không ngừng cuốn lấy, vây nhốt. Là một loại thần thông thiên phú nào đó, hay là bí pháp đặc biệt. Cùng xuất hiện đồng thời với những suy nghĩ này, là cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Nguy, nguy, nguy. Khương vọng không chút do dự, đạo miên cuồn cuộn tuôn ra, bỗng nhiên rút trường kiếm lại, nhúng người vội vàng lui ra nhưng hải tộc cấp thống soái bị hắn đâm vào kia gần như cùng lúc cũng nổ tung tên hải tộc này nổ tung toàn thân từ đầu đến chân nhưng giống như không có xương và thịt chỉ có da và máu cả người như một quả bong bóng khí chứa đầy máu vô số máu bắn tung tóc thương vọng tránh không kịp cũng không thể hoàn toàn tránh được dù cho bình bộ thanh vân tuyệt diệu vô song nhưng vẫn có một đống máu tươi bắn lên lồng ngực hắn đó là một vết màu đỏ cực kỳ chói mắt nặc y thiên y vô phùng, vốn dĩ không dính bụi bẩn. Nhưng cái vết máu đỏ tươi kia vẫn in ở đó, là vết máu có lau cũng không xóa đi được. Khương vọng dùng đạo nguyên để lau mà cũng không có tí thay đổi nào. Chuyện này có nghĩa là, nặc y đã mất đi tác dụng. Đến giờ phút này Khương Vọng đã hiểu rõ, hắn hoàn toàn nằm trong ván cờ. Hải tộc kia rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm, đồng thời còn đặc biệt nhắm vào nặc y của hắn mà tìm ra cách để phá giải. Khương Vọng lập tức kéo nặc y xuống, bởi vì hắn lo rằng cái vũng máu này còn có tác dụng khác. Nhưng dù đã kéo nặc y xuống mà vũng máu kia vẫn in ở trên ngực hắn. Vũng máu này không chỉ dính ở trên nặc y mà còn in ở trên người hắn nữa. Giống như phụ cốt chỉ trở, không thể trốn tránh. Nói cách khác, cho dù hắn không chỉ dựa vào nặc y để tàn hình mà bản thân có một loại bí thuật che giấu tung tích tuyệt diệu nào đó, thì vào lúc này cũng sẽ mất đi tác dụng. ts phụ cốt chỉ trở, một thế lực thù địch nào đó xâm nhập vào trong mà khó có thể tránh thoát được. Trong lúc đang bị đại đội hải tộc cường giả vây giết mà lại mất đi năng lực tàn lực ẩn giấu tung tích, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn đã hoàn toàn đánh mất khả năng ẩn trốn. Vì Khương Vọng ý thức được điều này, vậy nên khi kéo nặc y xuống mà máu vẫn dính ở trên người, thì hắn lập tức ngừng động tác lùi về phía sau, đạp nát mây xanh, kiên quyết xông lên. Trong giây phút nguy hiểm lại tuyệt vọng như vậy, Hắn nhận định ra bản thân đã mất đi không gian bao bọc, cũng có nghĩa là ở trong trận đấu đột phá và phòng thủ, truy bắt và lẫn trốn này, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng vẫn còn một cơ hội duy nhất, chính là xông lên, phá tan cái phòng tuyến này, xông qua giới hà. Chỉ cần thành công rời khỏi khu vực đinh mùi, thì mất đi năng lực ẩn trốn không tính là gì. Cũng không đến mức đến khu vực kế tiếp nơi mà lực lượng nhân tộc chiếm ưu thế, mà vẫn phải đối mặt với một đám hải tộc vây giết về phần vũng máu ở trên người thì về sau hắn lại tìm cơ hội rửa đi là được. Nói về nghĩ tính toán này thì có vẻ chậm, nhưng đều chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Trong mắt những người khác, Khương Vọng đột nhiên xuất hiện rồi dùng một chiêu kiếm xuyên thủng đối thủ hải tộc, sau đó lại lập tức rút lui tránh né máu tươi bắn tung tóe, rồi lại lập tức tiến vào, vung kiếm chém giết. Tay trái ấn ra tam muội chân hỏa thiêu đốt bức tường máu thịt kia, tay phải lại vẽ ra kiếm khí ác liệt, hai bút cùng vẽ quả là vô cùng dũng mãnh mà vào giây phút kia trong lòng hắn đã suy tính trăm ngàn ý nghĩ khó có ai có thể biết được nhưng vào lúc tam mụi chân hỏa đến gần bức tường máu thịt kia bỗng nhiên cũng nhúc nhích đầu tiên có một khối máu thịt lao ra ở giữa chừng thì mở rộng ra như một chiếc bánh lớn để mặc cho tam mụi chân hỏa bao bọc lấy sau đó ở chính giữa khối máu thịt đó mới lộ ra một cái đầu người khuôn mặt này khuôn mặt khắc nghiệt ánh mắt nham hiểm bên trên xương lông mày phủ đầy vảy đen, rõ ràng chính là ngư tự khánh. Gã vốn không hề rời đi, từ đầu tới cuối gã vẫn luôn canh giữ ở trước giới hà. Nhưng mà đã dùng bức tường máu thịt kia để ẩn dấu thân, né tránh bị hồng trang kính nhìn thấy. Tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Mà Khương Vọng đã hoàn toàn rơi vào bẫy của gã. Nhờ cái lần đánh rắn động cỏ kia mà Khương Vọng đã thu thập được tin tức của ngư tự khánh vậy làm sao gã lại không nắm bắt lấy tin tức về khương vọng thông qua lần tiếp xúc kia được? ngư tự khánh có thể khẳng định hai việc, một là khương vọng nắm giữ năng lực ẩn nấp cực mạnh, nếu không phải vậy thì không thể tránh thoát được sự tìm kiếm của gã biến mất từ trong sự cảm ứng của gã. hai là khương vọng có tầm nhìn siêu mạnh, rõ ràng gã mới là người có tốc độ nhanh hơn nhưng trong lúc hành động thực tế thì khương vọng lại muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, cái này đã đủ để chứng minh cho vấn đề nếu không phá giải hai điểm này khương vọng có thể nhẫn nhơ chơi trốn tìm với gã nếu muốn tìm ra khương vọng trong vòng nửa canh giờ thì không khác gì người ngốc nói mê từ lúc trước khi mà ngư vạn cốc thành công dẫn đội vây nhốt được khương vọng thì có thể án khoản được tầm nhìn của khương vọng vì thế ngư tự khánh đã mở rộng tấm lưới dùng việc các chiến sĩ hải tộc tìm kiếm và xua đuổi để ép khương vọng phải đi ra khỏi phạm vi có thể nhìn rõ giới hà còn bản thân gã thì lại dùng bức tường máu thịt để trốn bức tường máu thịt gần như đã đồng hóa gã trong thời gian ngắn, hoàn toàn không sợ nhìn nhìn thấy. Khương Vọng xem gã là mối uy hiếp lớn nhất, nhất định phải tránh thoát khỏi gã thì mới dám cố chấp vượt qua giới hà, làm sao gã lại không biết. Vì thế gã đã tự ẩn thân. Đối phương đã cậy vào tầm nhìn siêu mạnh, vậy thì gã sẽ dùng cái đặc điểm tầm nhìn siêu mạnh này để thiết kế bẫy cho đối phương. Còn cái thủ đoạn che giấu tung tích kia thì càng dễ đối phó. Một vũng máu ô uế dội xuống, tẩy không đi, dù có ẩn giấu như thế nào thì trong thời gian ngắn cũng không xóa được vết máu kia. Không hề nghi ngờ gì, cho đến bây giờ Ngư Tự Khánh đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong cục diện này. Mà trong nháy mắt khi Khương Vọng nhìn thấy Ngư Tự Khánh, thân hình hắn đã dịch chuyển, biến từ tới gần thành vội vàng rút lui trong giây phút khi gương mặt kia xuất hiện, hắn hiểu rằng mình đã hoàn toàn rơi vào trong bẫy. Độ khả thi của việc mạnh mẽ vượt qua giới hà đã bằng không tiếp tục ở lại đây thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Vì thế Khương Vọng vội vàng rút lui, bạo phát đạo nguyên đến trình độ lớn nhất, điên cùng vận dụng thuộc giới, đáp nát từng đóa thiên phúc thanh vân. Khi ngư tự khánh mới chui ra khỏi bức tường máu thịt kia thì thấy tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi kia đã lùi ra xa, thân thể giống như hoàn toàn thoát khỏi quán tính, chợt lên trước chợt về sau vô cùng tự nhiên. Nhưng công kích của chiến sĩ hải tộc ở xung quanh cũng đều bị thất bại. Ánh mắt ngư tự khánh trở nên ác nghiệt, trực tiếp đưa tay ra cào một phát. Khương Vọng đang đạp nát mây xanh vội vàng rút lui đột ngột xoay người một cái. Dù phản ứng nhanh nhưng bụng hắn vẫn truyền đến cơn đau nhức. Ba vết thương cực sâu đang chảy máu ồ ạt. À. Khương Vọng tiện tay nhấn một cái cưỡng ép máu ngừng chảy lại. Nhưng trong lòng hắn biết nếu lúc nãy chậm một tí thì chỉ sợ toàn bộ bụng đều đã bị cào đứt. Không ngờ thủ đoạn thần thông của Ngư tự Khánh lại kinh khủng như thế đau đớn kịch liệt cũng không ảnh hưởng đến sự nhạy bén của khương vọng hắn vừa duy trì tốc độ thật nhanh vừa trở tay ấn xuống một cái bát âm phần hải sóng lửa và âm triều cuồn cuộn đã giúp hắn che lấp tấm mắt của kẻ địch trong thời gian ngắn sau đó hắn cũng mặc kệ phù triện có tác dụng gì chỉ liên tiếp vứt phù triển ra phía sau từng cái từng cái liên tiếp nổ tung ở phía sau sau khi chui ra khỏi bức tường máu thịt ngư tự khánh trực tiếp lay động thân thể hiển hoa ra nguyên hình hải chủ ưng hải quỷ diện đây là những giây phút cuối cùng, là thời điểm dốc toàn lực đi săn. Gần như là mới dịch chuyển thân thể một cái mà đã bay đến phía sau Khương Vọng, nhưng cũng vừa lúc rơi vào trong sóng lửa và âm triều vô biên. Quanh người gã phun trào ra hắc triều, khiến sóng biển và âm triều tách ra. Dùng sự tiêu hao kịch liệt để mạnh mẽ chống đỡ qua cái môn đạo thuật có uy lực cực mạnh này, nhưng tiếp theo lại bị một chiếc rồi lại một chiếc phù triện bay tới mặt, pháp thuật mãnh liệt xông tới gần như khiến gã bị mù nhất thời. Ngươi trốn không thoát đâu. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, giọng nói hung ác tàn độc của ngư tự khánh truyền đi vô cùng xa. Đương nhiên Khương Vọng đang nghe truyện trên TV Audio CV biết hiện tại bản thân đã không trốn thoát được nữa. Vào lúc nặc y bị phá, hắn cũng đã thất bại. Dưới sự lục soát của nhiều cường giả hải tộc như vậy, một khi mất đi năng lực ẩn nấp thì chẳng khác nào dê đợi làm thịt. Mà giây phút ngư tự khánh trốn ở bức tường máu thịt trước giới hà rồi chui ra, thì đã hoàn toàn giết chết hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn không thể xông qua giới hà, cũng không thể ẩn giấu tung tích, cũng không chạy được quá xa. Giờ phút này, Lít Nha Lít Nhíp hải tộc đã vọt tới từ bốn phương tám hướng. Ngư tự khánh hay thậm chí là Thủy ưng vanh cũng đều có tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn đã thua trận này. Ngư tự khánh biết, mà Khương Vọng cũng biết. Bất kỳ một người nào có thần trí tỉnh táo cũng đều thấy rõ sự thật này nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết dù cho chỉ có thể sống thêm một giây thì hắn cũng phải vì một giây này mà trả giá toàn bộ sự nỗ lực vì một giây này mà phấn khởi đấu tranh hắn từ thành phong lâm một đường đi tới ngày hôm nay khổ cực và gian nan như vậy mới đi tới được ngày hôm nay tuyệt đối không phải là vì trước khi chết nói một câu ta chấp nhận không hắn vĩnh viễn sẽ không chờ chết hăng hái chiến đấu đến giây phút cuối cùng mới là hắn tài danh khương vọng nhờ có bình bộ thanh vân mà trong nháy mắt Khương Vọng đã trốn ra xa. Bởi vì sự hỗn loạn phương hướng của mê giới cùng với một đống phù triện oanh tạc đã khiến cho ngư tự khánh mất đi phương hướng trong nháy mắt. Gã cấp tốc đè nén tâm trạng phẫn nộ, bình tĩnh điều động đại quân. Chạy trốn được một lúc cũng không quan trọng lắm, bởi vì tấm lưới kia vẫn còn đó, chỉ cần điều chỉnh một tí là có thể giăng lưới thêm một lần nữa. Mà lần này, đối thủ đã không còn chỗ để ấn thân thủy ưng vanh ngư tự khánh chỉ về một hướng ngươi đi về bên này bất kể hao tổn gì cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo một khi có phát hiện thì lập tức báo ngay trong lúc giăng lưới một lần nữa gã cũng tìm ra hai phương hướng có khả năng nhất một cái để thủy ưng vanh đuổi theo còn một cái thì bản thân tự đuổi theo một tấm lưới lớn được bày bố nghiêm mật như vậy lại có gã và thủy ưng vanh là hai cường giả có tốc độ nhanh hơn khương vọng ở đây thì việc bắt giữ khương vọng tuyệt không phải chuyện khó Thắng bại đã được định ra vào lúc Khương Vọng thoát khỏi trạng thái ẩn thân mà rút kiếm đâm bức tường máu thịt. Sự việc cũng thực sự giống như suy nghĩ của Ngư Tự Khánh. Bên này Khương Vọng dùng hết tất cả số phù triện còn lại trong suốt quá trình chạy, vất vả lắm mới thoát khỏi vùng phụ cận giới Hà, nhưng chưa kịp dừng lại một giây nào thì đã đụng phải một đội hải tộc ở đối diện. Lần này Khương Vọng đã không cần ẩn nấp, mà trực tiếp tiến lên giết sạch sành sanh đội hải tộc này đội hải tộc này lấy hải tộc cấp chiến tướng làm chủ chiến tốt làm phụ đối với khương vọng thì hoàn toàn không phải trở ngại nhưng trong nháy mắt khi đội hải tộc này nhìn thấy hắn thì cũng đồng nghĩa tấm lưới được giăng để bắt hắn cũng đã được kích hoạt lần nữa ngư tự thánh lại nắm giữ được vị trí của khương vọng lần nữa mà lấy tốc độ của gã thì rất nhanh là có thể đuổi kịp đến đây nếu có người có thể quan sát toàn cục thì có thể nhìn thấy bên trong một khu vực cực lớn ở phía trước giới hà lấy khương vọng làm trung tâm, đang có vô số chiến sĩ hải tộc điên cùng tụ lại. Nếu như nói đây là một tấm lưới đánh cá, thì mắt lưới đã nhỏ đến mức một con ruồi cũng không bay qua được. Khương vọng hoàn toàn không cần quan sát, cũng có thể biết tình cảnh hiện tại của mình. Đây thật sự là giây phút chật vật cực hạn, lấy tâm tính của hắn cũng không tìm thấy bất cứ hy vọng nào. Hắn lục soát hết tất cả các khả năng nhưng cũng không tìm thấy thời cơ thắng lợi nào tương đương với việc một thân một mình chống lại quân đội của một tòa hải sào, đây vốn là việc bất khả thi rồi. Thậm chí hắn còn không phải là đối thủ của Ngư Tự Khánh, càng không nói đến việc Ngư Tự Khánh có nhiều thuộc hạ như vậy. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm trong tay, miếm môi không nói gì. Thoát thân đã là chuyện viễn vông không thể, nhưng ở giây phút như thế này, vẫn có thể là một chuyện. Còn thiếu 57 tên. Hắn vẫn không quên chuyện này còn thiếu 57 tên hải tộc cấp thống soái là có thể hoàn thành rửa tội. Nếu như nói lần này tử vong chính là kết quả đã định sẵn, thì xem xem hắn có thể hoàn thành rửa tội trước khi chết hay không đi. Chí ít. Chí ít cũng hoàn thành hứa hẹn, cứu bằng hữu. Như vậy thì tranh thủ thời gian trước khi ngư tự khánh đuổi tới, cố gắng giết nhiều kẻ địch nhất cơ thể. Thiếu niên này lật ngược trường kiếm lại, tiếp tục đạp mây mà đi. Trưởng kiếm trong tay lạnh lẽo, trái tim sôi trào sát ý. Đạo thuật của hắn khoáng đạt hào hùng, kiếm thức của hắn là không thể đỡ, thần thông của hắn không gì không thiêu cháy. Hắn đã bạo phát ra sát lực lớn nhất, giải phóng toàn bộ sát tính. Một ngày này, đối với rất nhiều hải tộc tiếp xúc với khương vọng đều là ngày tận thế. Thường thường là vừa đối mặt thì đã bị giết chết. Không kịp phản kháng, hoặc là sau khi phản kháng cũng vẫn phải chết. Chỉ có hải tộc cấp thống soái mới có thể giao đấu với Khương Vọng một hai chiêu. Nhưng hải tộc cấp thống soái cũng chỉ là một hai chiêu mà thôi. Trên tấm bản hải cương trôi nổi ở phù đảo đỉnh mùi, con số ở phía sau tên của Khương Vọng đang không ngừng nhảy số. 44, 45, 46. Đinh Cảnh Sơn thấy cảnh này nhưng không hề vui vẻ, bởi vì ông ta biết rõ chuyện này có nghĩa là phá vòng vây thất bại. Khương Vọng đã rơi vào lớp lớp vòng vây người kia dù bị tầng tầng lớp lớp bao vây, nhưng vẫn còn chém giết đẫm máu. Thiếu niên này có thể nói là một chiến sĩ tốt, dù bất cứ lúc nào cũng không từ bỏ việc chiến đấu. Nhưng không từ bỏ, cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫn sẽ chết. Một vị thiên kiêu nhân tộc cứ như vậy ngã xuống ở khu vực đỉnh mùi. Không phải vì tài nghệ không bằng ngươi khi săn bắn trong đã địa mà vừa hay lại ngược lại, hắn đã giết ra chiến tích khiến người ta kinh diễm chỉ là cuối cùng vẫn phải chết dưới đại quân hải tộc. Đây là nỗi sỉ nhục của định cảnh sơn này. Trong giữ đảo 70 năm, ta không thẹn với lương tâm, nhưng trong lòng có tiếc. Gần như vào giây phút này, cái lòng ánh sáng bao phủ toàn bộ phù đảo đinh mùi đã im lặng sụp đổ. Như là bọc biển xinh đẹp. Chỉ nhẹ nhàng đụng vào đã biến mất. Mà trong lúc đó, giữa nhân tộc và hải tộc giữ thế chờ đợi đã lâu đã không còn rào cản nào. Khương vọng giết đến điên, ở vào việc Thanh Vân Đình cung cấp thuật giới cuồng cuộn không ngừng mà bay nhanh một đường Chém giết tức tốc một đường Hắn không dây dưa với bất kỳ cường giả nào Phàm là người nào đến đánh mà không thể giết thì lập tức xoay người đi Nhưng dù cho có như thế Thì ở trong tấm lưới bắt cá nghiêm mật này Hắn cũng càng ngày càng chậm Kiểu gì cũng sẽ gặp được đối thủ có thể cản lại hắn Luôn có A-sa Chiến sĩ hải tộc có thể để lại ký hiệu cho hắn Trong lúc hắn giết địch đồng thời cũng đối mặt với nguy cơ bị giết. 51, 52, 53 Số lượng địch bị giết để rửa tội vẫn đang gian nan tăng lên, có điều càng ngày càng chậm. Đây là một cuộc chém giết trong vô vọng, có lẽ ở trong mắt của mọi người đều chỉ là chó cùng rứt dậu. Là sự cùng loạn sau cùng trước khi chết. Có lẽ chỉ có mình Khương Vọng biết sự kiên trì của mình là vì cái gì, mục tiêu của mình là gì. Hắn có thể cảm nhận được ngư tự khánh đã đến gần rồi. Dọc theo đường đi, Khương Vọng liên tục thay đổi phương hướng chính là vì muốn lừa dối sự phán đoán của Ngư Tự Khánh, kéo dài thời gian gã đuổi tới. Nhưng có lẽ đến hiện tại đã là cực hạn. Đã là cực hạn sao? Khương Vọng bỗng nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một bóng người nữa trong suốt lao mạnh đến. Đang muốn vung kiếm thì nghe thấy người tới hét lên, chạy mau. Hóa ra là chữ mật. Rõ ràng sau lưng hắn ta là hơn 30 thân ảnh lờ mờ, chính là đám hải tộc đuổi giết hắn ta lại nói đến từ lúc khương vọng trúng phục kích ở trước giới hà tính đến hiện tại thì cũng chưa được bao lâu lại đến tận bây giờ không biết viên thận vương châu kia đã bị ai lấy đi mà chữ mật cũng kiên trì chạy trốn cho tới tận bây giờ khương vọng cũng không lỗ mãn liều chết chỉ yên lặng lộn nhào một vòng mà chữ mật đã đuổi tới và đặt tay lên vai hắn bí thuật lương thượng lâu tá pha hạ lư mà phát động tốc độ của hai người đột nhiên tăng 4 phần 10, tạm thời gia tăng khoảng cách với truy binh. PS, tá pha hạ lư, mượn dốc xuống lừa, vinh vào cơ hội để thoát khỏi khó khăn. Nhưng cả hai người bọn họ đều hiểu rõ, giờ phút này dù có chạy xa hơn nữa cũng không thể thoát được. Bọn họ đã nằm trong lưới. Quá nguy hiểm, trong lúc bay nhanh, chữ mật bỗng nhiên nói. Một lúc sau, hắn ta lại nói, quá mức nguy hiểm. Khương Vọng không biết những lời nhảm nhí mà hắn ta nói có ý gì, nhưng cũng không muốn cắt lời. Dù sao thì lúc con người ta đang cận kề cái chết thì quyền được nói nhảm vẫn phải có. Chữ mật lại bỗng nhiên hỏi, đã đến tình trạng này rồi, thử thách cũng nên hoàn thành rồi chứ. Khương Vọng liếc mắt nhìn đến đại đội hải tộc đang nên đón phía trước, vội vàng lộn một vòng, đổi lại vị trí. Cũng bởi vì đang ở một nơi phương hướng đảo điên như mê giới, hắn mới phải trằn trọc chuyển dịch lâu như vậy chúng ta không còn khả năng chạy trốn nữa, có bảo bối gì thì cũng nên lấy ra sử dụng rồi. Mạng chỉ có một cái, không có cơ hội làm lại đâu, chữ mật lắm mồm nói. Khương Vọng nghĩ đến việc bản thân đã dùng hết một hộp phù triện, nhớ đến cá năm màu vẫn đang nghỉ ngơi điều dưỡng, lại thêm thất huyền bảo y đã bị đánh rách thành từng mảnh nhỏ, thêm vào đó là thận vương châu không thể sử dụng. Thật sự không biết bản thân còn có thứ gì có thể sử dụng nữa. Chỉ có thể cho là do người này đã quá tuyệt vọng nên thứ gì cũng có thể thử được. Lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn họ giống nhau, ai cũng không thể trốn thoát. Nhất thời cũng có chút đồng bệnh tương liên. Hai, Chỉ có thể thầm thở dài một hơi. Thấy Khương Vọng từ nãy đến giờ không nói gì, chữ mật rốt cuộc không nhịn được nói, gọi người, ngươi gọi người đi. Ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết. Đừng đùa, công tử ca ngươi mau gọi người đi khương vọng khó chịu hồi lâu cuối cùng đáp gọi ai gọi kẻ chống lưng cho ngươi đó ngươi có xuất thân như vậy tới mê giới lịch luyện làm sao có thể không có cường giả âm thầm bảo vệ chứ nhanh gọi bọn họ tới đi tùy tiện gọi mấy chân nhân gì đó đến là được rồi chân nhân không tiện thì thần lâm cũng được đám gà đất chó cảnh này sợ cái quái gì loại hiểu lầm này thật là quá mức hoang đường Khương Vọng mất máy môi, ta đến mê giới là để rửa tội. Ai con mẹ nó quan tâm đến loại công tử ca như ngươi đến mê giới để làm gì? Cái gì? Cái gì mà rửa tội? Chữ mật nhất thời không phản ứng kịp. Khương Vọng lười đáp lời, chỉ khống chế phương hướng bay nhanh, nhanh chóng thoát khỏi bí thuật của chữ mật, trực tiếp đối mặt với đội ngũ hải tộc, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt chém rụng một đống đầu. Sau khi bị đánh bất ngờ, đội hải tộc này nhanh chóng phân tán, chỉ để lại một đống thi thể trôi nổi. Chữ mật lần nữa đặt tay lên vai Khương Vọng, tiếp tục bí thuật tá pha hạ lư, chỉ là giọng nói đã trở nên rất miễn cưỡng, ngươi lại lừa ta, có đúng không? Khương công tử, ta rất tôn trọng ngươi, thật đó. Nhưng mà không khí hiện tại không phù hợp, không phải là lúc nói đùa đâu. Ngươi không muốn chết, ta cũng vậy. Khương Vọng cũng nghiêm túc trả lời, nhưng ta không hề nói đùa. Lão tử liều mạng đến tìm ngươi, bị nhiều hải tộc đuổi giết như vậy, dùng mất bao nhiêu là thứ tốt. Ngươi lại nói với ta, ngươi đến mê giới để rửa tội. Chữ mật nghiến răng nghiến lợi, gần như giận đi người hét lên, ai con mẹ nó sẽ đem thiên kiêu đến mê giới để rửa tội chứ. Những lời này của chữ mật không phải là không có lý. Nếu như không bởi vì chuyện của Trúc Bích Quỳnh, Nguy Tầm không thể bỏ qua tề quốc mà vứt khương vọng xuống mê giới. Tề quốc căn bản sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Giống như chuyện hắn giết Hải Tông Minh, Tề Quốc đã trực tiếp chống lưng cho hắn, cuối cùng hắn chẳng phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trừ khi Tề Quốc cũng từ bỏ hắn. Cho nên cũng khó trách chữ mật cứ tâm tâm niệm niệm tin lời đồn về ẩn mạch của Hoàng Thất, nhớ thương các cao thủ Hoàng Thất âm thầm bảo vệ. Sau khi bị chiến sĩ hải tộc phát hiện, trong tình huống không đường trốn thoát, liều cái mạng già cũng muốn đến gần Khương Vọng. Khương Vọng gặp phải hắn ta, căn bản không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là do hắn ta cố ý tìm đến. Cảm giác này giống như việc hắn ta liều mạng giải dụa trong nước, vất vả lắm mới nắm được một cọng cỏ cứu mạng, kết quả con mẹ nó, thứ nắm được chẳng qua chỉ là một cọng rơm. Chỉ vừa nắm được, vẫn chưa dùng sức mà nó đã đứt mất rồi. Ta tự nguyện đến. Khương Vọng nói. Ngươi phạm phải tội gì? Loại thiên tài như ngươi, phải phạm tội ác tày trời đến mức nào thì mới có thể khiến cho ngay cả triều đình cũng từ bỏ ngươi ta đến thay cho bằng hữu giọng khương vọng rất bình thản giống như lúc hắn thi triển tiên thuật bình bộ thanh vân vậy vững vàng bình tĩnh dường như chẳng hề có gì là xui xẻo mỗi một bước đều chính là sự lựa chọn tốt nhất trong vòng vây của hải tộc dốc sức dãy dụa qua khe hở kéo dài chút hơi tàn chữ mật trầm mặc hắn ta không biết phải nói gì cho phải cũng không biết còn có thể nói gì dường như cũng chỉ có thể chấp nhận số phận bình tĩnh một lúc hắn ta mới nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà ngươi quả thật rất giống loại người có thể làm ra chuyện như vậy. Trước đây Khương Vọng trực tiếp bóp nát túi mệnh ảnh, khiến hắn ta rời đi, cũng đã khiến cho hắn ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc đó hắn ta lại cảm thấy, chuyện đó chỉ là một khoảnh khắc kiêu ngạo của một quý tộc hậu duệ thiên hoàng, chẳng thèm quan tâm đến loại nhân vật nhỏ như hắn ta mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây mới chính là một tên tiểu tử quang minh lỗi lạc. Tuổi còn trẻ, nhưng đã khiến hắn ta phải ngưỡng vọng động tĩnh lúc trước hấp dẫn đến không ít hải tộc là ngươi cố ý tạo ra sao chữ mật lại hỏi ừm lãng phí mất một viên thận vương châu khương vọng thuận miệng nói nếu có cơ hội thì ngươi nhớ trả lại cho ta nha chữ mật lại ngậm miệng khương vọng cảm thấy tinh thần của người này hình như đã hoàn toàn suy sụp rồi ngay cả bí thuật tá pha hạ lư cũng chỉ duy trì theo bản năng mà thôi nhưng Khương Vọng không hề có ý định nhắc nhở hắn ta, hoặc là yêu cầu hắn ta. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách thức đối mặt với cái chết. Dãy dụ chưa chắc đã có thể thống khoái, chết lặng cũng chưa chắc đã là không tốt. Sau khi trầm mặt một lúc lâu, sau khi Khương Vọng chuyển hướng một lần nữa. Cảm ơn ngươi, chữ mật bỗng nhiên nói nhỏ một câu rất nhanh. Cái gì? Khương Vọng không nghe thấy. Ta nói. Chữ mật nói lớn, ngươi ngu như vậy, làm thế nào mà có thể sống được đến hiện tại? Khương Vọng nói, ngươi nên cảm thấy may mắn bởi vì chúng ta đang ở trong tình cảnh này, nếu không ta nhất định sẽ dạy cho ngươi biết nên nói chuyện thế nào. Ha 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 ha. Chữ mật lại cười lớn lên. Ngươi cười cái gì? Khương Vọng cảm thấy hắn ta đã điên rồi. Nhưng mà đang phải đối diện với sinh tử, lại ở đây nói chuyện phím với một kẻ điên, loại chuyện này cũng khiến cho hắn cảm thấy bớt căng thẳng, nhẹ nhõm hơn một chút. Ta cười những việc mà ta đã làm trong những năm qua. Không có tôn nghiêm, ham sống sợ chết, mặc kệ người ta nói gì, cảm thấy gì. Ta chỉ muốn sống. Nhưng mà vẫn con mẹ nó sống không nổi. Ha 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 ha, điều này chẳng lẽ không buồn cười sao? Không hề buồn cười, Khương Vọng ăn ngay nói thật. Con mẹ ngươi. Ta biết ngươi cũng xem thường ta. Chữ mật hùng hùng hổ hổ quát. Sau khi biết Khương Vọng không có viện binh, hắn ta cũng không còn khách khí với Khương Vọng như trước nữa. Trong lúc đang nhích dần đến cái chết, hắn ta đường như đang từng chút từng chút xe mặt nạ xuống. Bên dưới một khuôn mặt dày không biết xấu hổ, chuyên môn đi hãm hại lừa gạt người ta, là một chữ mật như thế nào đây? Ngươi có thể tự dựa vào bản thân để sống, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Khương Vọng nói, ta có xem thường ngươi hay không, quan trọng không? Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài lão tử ở loại địa phương nát bếp như lương thượng lâu mà cũng có thể tu luyện đến ngoại lâu cảnh cũng giỏi lắm đó có được không chữ mật nhếch mép lại hơi đắc ý nói đừng có cho rằng ngươi giỏi hơn ta lại cho rằng bản thân rất thông minh không bị ta lừa ngươi vẫn còn non lắm lão tử đánh ký hiệu lên người ngươi mà ngươi cũng không biết nếu không phải xảy ra loại chuyện chó má này lão tử thoát cái đã trộn mất bảo bối của ngươi đi rồi ngươi có tin không ta tin mạc khương vọng thuận miệng nói chẳng qua một ngày nào đó lúc bộ thần bắt ngươi đi ta hy vọng ngươi cũng có thể thoát một cái liền chạy thoát hắn đường đường là tứ phẩm thanh bài bị trộm mất bảo vật ở phủ tuần kiểm đô thành lập một đại án cũng không hề khó chuyện khác không dám đảm bảo chứ đối phó với tu sĩ lương thượng lâu thì cũng chỉ giống như mèo vờn chuột chẳng hề khó khăn chữ mật bị chẹn họng một lúc thẹn quá hóa giận nói ngươi giống như chẳng có đầu óc gì cả đã đến lúc nào rồi mà còn ở đây so đo với ta những chuyện này ngươi sắp chết rồi đó lão đệ vậy thì cũng vừa lúc hình như ngươi cũng sắp chết khương vọng nói lại thêm một hồi im lặng chữ mật điên xong rồi buồn bã nói ta không muốn chết khương vọng rốt cuộc thở dài ta cũng không muốn vừa đi nhanh chữ mật vừa buồn bã nói ta còn rất nhiều nguyện vọng còn chưa làm được tiếc là đã không còn cơ hội để làm nữa rồi Khương Vọng nói, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Chẳng qua là trong số những chuyện đó, ta đang thực hiện một chuyện. Chuyện gì? Chữ mật hỏi. Khương Vọng liên tiếp giải trừ bí thuật tá pha hạ lư, xông lên phía trước, gọn gàng linh hoạt múa kiếm, giết chết những hải tộc đứng trước mặt. Sau đó hắn nói, vẫn còn thiếu 41 tên. Mục tiêu rửa tội hả? Chữ mật đặt tay lên vai hắn lần nữa, hỏi. Đúng, hải tộc cấp thống soái bắp thịt trên mặt chữ mật giật giật cảm thấy hơi hơi khó khăn hỏi phải giết bao nhiêu tên một trăm vì sao hắn ta lại cảm thấy một người bị trừng phạt như vậy mà còn có thế lực chống lưng chứ chữ mật tự hỏi chính mình nhưng vẫn nói vị bằng hữu kia của ngươi rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì mà phải rửa tội đến mức này vậy có đôi khi bị phạt chưa chắc là bởi vì phạm lỗi khương vọng nói xong quay đầu nhìn lại hắn cảm thấy lần giăng lưới này của hải tộc đã càng ngày càng thu hẹp, dường như đã không còn nhiều không gian để di chuyển nữa rồi. Chữ mật trầm mặt một chút, nói, ngươi nói đúng. Hắn ta dừng một lúc, lại hỏi, cho nên ngươi cũng nên tin ta là bị oan, đúng không? Ngươi muốn nghe nói thật, hay là nói dối? Đương nhiên là muốn nghe nói thật. Mẹ! Chữ mật trở mặt. Lão tử đều không muốn nghe. Nói chuyện với ngươi mệt muốn chết vậy ngươi tiết kiệm chút sức lực đi đợi lát nữa chết đẹp một chút chữ mật nghiến răng nghiến lợi nói ta cảm ơn ngươi nhưng một lúc sau hắn ta lại nói chẳng qua ta tin ngươi ngươi là bị oan thương vọng không chút thành ý nói vậy ta cũng cảm ơn ngươi có đôi khi ta thật sự rất ngưỡng mộ loại ngươi như ngươi thế giới này giống như được chuẩn bị sẵn cho các ngươi vậy trong lúc này lời thật lòng mà chữ mật nói ra đặc biệt nhiều nhưng khương vọng không đáp lời nữa bởi vì hắn phát hiện mục tiêu cuối cùng của hắn hình như đã chẳng thể nào hoàn thành nữa tiếng triếp nghe được lúc trước lại vang lên lần nữa cực kỳ chói tai ngư tự khánh đã đuổi đến rồi âm thanh này giống như tiếng gõ cửa của thần chết ta thật là oan uổng chữ mật gấp gáp nói một câu nhưng mà lại giống như đã giác ngộ chẳng qua không quan trọng ta cũng không phải là người tốt đẹp gì không bị phạt vì tội này thì cũng sẽ bị phạt vì tội khác. Khương Vọng rõ ràng không nghe thấy những lời hắn ta nói, chỉ lẩm bẩm, phải nghĩ cách giết chết gã. Chữ mật đương nhiên biết gã là ai, hơi thở khó khăn hỏi, làm được sao? Khương Vọng hiển nhiên cũng không có lòng tin lắm, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, mặc kệ có làm được hay không, vẫn phải làm đúng không? Chữ mật nghiêng đầu nhìn người trẻ tuổi này một chút, quả thật nhìn thấy trên người này phát ra một loại ánh sáng khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng không phải vì hắn quá sắc bén, mà thứ ánh sáng hắn phát ra đã càng ngày càng vượt xa chính mình, khiến cho người ta cảm thấy bị dày vò. Khương vọng không nghĩ nhiều như vậy. Gần. Hắn dưới sự phối hợp của chữ mật, dốc toàn lực chạy trốn. Nhưng âm thanh kia vẫn ngày càng vang lên kịch liệt, nguyên hình hải chủ cực lớn kia đã xuất hiện trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn cầm kiếm, xoay người lại. Trong lúc dịch chuyển lần cuối, cố gắng di chuyển đến phạm vi có ít hải tộc nhất, giải dụa thêm chút không gian cho cuộc chiến cuối cùng của mình. Vậy thì, đã đến lúc rồi. Thử một chút thực lực của thống soái cấp cao mạnh nhất của hải tộc khu vực Đinh Mùi đi. Quyết một trận chiến sinh tử. Trong lúc Khương Vọng đang sôi sục chiến ý, có một âm thanh nào đó bỗng nhiên vang lên. Nghe kỹ thì lại giống như không có âm thanh gì cả. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác phiền muộn loại cảm giác khó chịu này đột nhiên xuất hiện, nhưng lại rất nhanh đã biến mất. Khương Vọng nhận ra, cảm giác đó không phải tự nhiên xuất hiện, cũng không tự nhiên biến mất, mà là do hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra thay đổi nào đó. Ngươi xem. Chữ Mật Kinh Hỷ nói. Ở nơi cách bọn họ không tới 10 dặm, xuất hiện một luồng ánh sáng ngũ sắc, đó là dấu hiệu thời gian và không gian đang vỡ vụn, quy tắc vụn vỡ, là một dòng giới hà dài khoảng chừng 10 trượng. Trong lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, mê giới vừa lúc đã dịch chuyển vị trí. Bên trong mê giới hỗn loạn đảo điên, giới Hà Quả Thật đang không ngừng biến ảo. Loại biến ảo này cơ hồ chẳng hề có quy luật nào cả, hôm nay ở chỗ này, ngày mai có thể sẽ ở chỗ khác, cũng có khả năng cả mấy tháng đều không thay đổi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nhân tộc và hải tộc không xây dựng những công sự phòng ngự vững chắc ở đôi bên giới Hà. Có đầu tư nhiều hơn nữa, thì có thể chỉ sau một đêm chúng liền mất đi ý nghĩa. Cùng lúc phát hiện giới hà, Khương Vọng liền đổi phương hướng. Đạp lên mây xanh, gấp rút chạy đi. Nếu như đã không thể tránh thoát cái chết, thì trước khi chết, hắn muốn đối thủ phải trả giá lớn. Nhưng trong tình huống vẫn còn cơ hội chạy trốn, hắn đương nhiên muốn nhanh chóng chạy trốn rồi. Lại thi triển một lần bác âm phần hải, che giấu tung tích, Khương Vọng nhanh chóng rời đi, tiến sát đến giới hà, lấy từ trong hộp trữ vật ra một quả cầu nhỏ sáng lấp lánh, trực tiếp bắt ngang giới hà mê tinh tạo ra cầu tạm chỉ thấy cây cầu nhỏ này đón gió lớn lên bắt ngang giới hà ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ bên dưới cầu bỗng nhiên dừng chuyển động đó là khoảng khắc ngắn ngủi quy tắc vỡ vụn bị trấn áp quy tắc mới lúc này liền được sinh ra được bảo tồn trong khoảng thời gian ngắn trên giới hà ngũ sắc cầu nhỏ trong suốt lấp lánh vừa lúc thể hiện quy tắc bình thường cho phép người đi xuyên qua dưới tác dụng của bí thuật tá pha hạ lư khương vọng và chữ mật đồng thời bay qua cầu tạm. Nhưng ngay khi bọn họ cảm nhận được mê giới di chuyển vị trí, hơn nữa may mắn nhìn thấy giới hà xuất hiện ở gần đó thì ngư tự khánh đuổi đến gần đó đương nhiên cũng đã nhìn thấy một màn này. Cả trực tiếp di chuyển thủy triều đen, đụng vào phạm vi đạo thuật bát âm phần hải, từ xa xa xé ra. Khương vọng cảm thấy báo động, nhanh chóng ngừng lại giữa không trung. Mà ở nơi chỉ cách hắn không đến hai thước, hai luồng gió kinh khủng trực tiếp xuyên qua không gian. Nếu như lúc nãy không ngừng lại thì hắn và chữ mật cũng đã bị xé thành hai nửa. Một trảo này của ngư tự khánh, căn cứ vào tốc độ mà hắn biểu hiện để dự đoán vị trí của hắn. Nhưng mà trong tình huống đã hiểu rõ thủ đoạn đặc thù của ngư tự khánh, Khương Vọng cũng có thể dự đoán được quyết định tấn công của ngư tự khánh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhìn qua có vẻ hắn thắng nửa chiêu, nhưng ngay lúc hắn bị một trảo ép ngừng lại thì một thân ảnh trên lưng mọc sáu cánh, có 80 chân đã ngăn trước giới hà mới. Là Thủy Ưng Văn. Là cường giả có tốc độ gần nhanh bằng Ngư Tự Khánh trong hải tộc, sau khi Ngư Tự Khánh tìm được mục tiêu, gã liền đuổi theo đầu tiên. Cũng là sử dụng nguyên hình hải chủ, cản đường. Khương Vọng hiểu rất rõ thực lực của Thủy Ưng Văn, biết mình hiện tại không thể giết gã trong nháy mắt được. Nhưng trong thời khắc này, tuyệt đối không thể dừng lại được. Bởi vì Ngư Tự Khánh còn kinh khủng hơn đang ở phía sau cho nên Khương Vọng sau khi dừng lại một lúc, liền trực tiếp đi đến trước mặt đối thủ, trên mặt tỏa ra sát khí khủng bố. Trong nội phủ thứ hai, ánh sương chớp tắt. Phát động lạc lối. Lại nói đến Thủy ưng vanh tăng tốc chạy đến, chặn ở trước giới hà mới. Đương nhiên gã muốn chứng minh bản thân, nhưng nhìn thấy thiếu niên kia chẳng hề chần chừ đã liền đánh đến. Gã bỗng nhiên lại nhớ đến một màn chín người vây một người, lại bị giết mất sáu người kia trong đầu liền xuất hiện một ý niệm ta có thể sẽ bị giết trong nháy mắt gã không tự chủ được nghĩ có ngư tự khánh ở đây người này chạy không thoát ta có huyết mạch cao quý tội gì phải chôn cùng với hắn chỉ bằng trước tiên tránh đi mũi nhọn trước cho nên trong lúc chặn giết quan trọng gã bỗng nhiên vỗ cánh một cái rút khỏi vị trí cũng để lộ cầu tạm phía sau tiếng rống giận của ngư tự khánh từ sau lưng truyền tới vinh dự của họ thủy ưng bị mất cũng là do ngươi nhưng Khương Vọng và Chữ Mật đã phóng tới cầu tạm. Vút! Ngư tự khánh không để ý tới tiêu hao khổng lồ, trong thời gian cực ngắn vung tay chụp tới một trảo. Chân Khương Vọng vừa nhấc lên được một nửa, chiếc cầu tạm ở trước mặt ngay lập tức vỡ nát, luồng sáng ngủ sắc lại một lần nữa xuất hiện ở chân trước. Hắn giơ chân lên rồi lại sững sờ, không có cách nào hạ xuống được. Chữ Mật vốn đã điều động đạo nguyên xong xuôi, bất chấp tất cả muốn phối hợp cùng Khương Vọng, chém giết tên hải tộc chặn đường kia ngay tại chỗ, tìm kiếm cơ hội sống sót cho bản thân. Có điều không ngờ tên hải tộc cấp bậc thống soái kia sợ khương vọng tới mức này, vậy mà lại rút lui trước khi tiếp nhận chiến đấu, điều này đương nhiên rất tốt. Hắn ta cũng mặc kệ ý nghĩa chiến đấu gì đó, có thể còn sống đã là vô cùng vui vẻ rồi. Nhưng một cái móng vuốt khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện, một lần nữa phá hủy hy vọng của hắn ta. Hắn ta trơ mắt nhìn chiếc cầu tạm bắt ngang qua giới hà trực tiếp bị chụp cho nát vụn, vỡ nát trong các mảnh vụn quy tắc chảy xuôi trong giới hà. Phải vất vả cố gắng cỡ nào mới sống sót được tới tận bây giờ. Vốn cho rằng phải chết chắc lại thấy được hy vọng. Vốn cho rằng hy vọng tới rồi lại lập tức bị đánh nát tan tành. Ánh sáng hy vọng may mắn xuất hiện trong bước đường cùng, cứ như vậy bị chôn vùi. Ta ít 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 con mẹ ngươi. Hắn ta từ trạng thái nửa trong xuất hiện hình ra, quay người nhìn về phía ngư tự khánh trong mắt tràn đầy lửa giận ngư tự khánh ngươi sẽ không được chết tử tết thế nhưng bên dưới lửa giận lại là nỗi tuyệt vọng hoàn toàn chữ mật biết rõ sự kinh khủng của ngư tự khánh hơn khương vọng hắn ta ở mê giới đã lâu cũng càng biết rõ rằng không còn con đường nào khác ngư tự khánh phá vỡ biển lửa phía trên móng vuốt phải của nguyên hình hải chủ vẫn đang có máu tươi nhỏ giọt chảy xuôi xuống vừa rồi ngã đánh thẳng về phía cầu tạm mặc dù lúc tới gần đã kịp thu tay lại nhưng cũng lọc vào trong mảnh vụn của giới hà lưu lại hai cái móng vuốt đứt trời nhưng gã dường như không hề hay biết vẫn cứ vỗ cánh lao về phía trước giờ phút này thủy ưng vanh ở bên cạnh vì muốn chứng minh bản thân lại một lần nữa xông tới ánh mắt vững vàng hung ác có lẽ là do không còn bị lạc lối ảnh hưởng mà ở nơi xa hơn đông đảo chiến sĩ hải tộc cũng đã tràn ra tới Khu vực mới xuất hiện gần giới hà này đã bị các chiến sĩ hải tộc bao vây kín kẻ, khương vọng và chữ mật giống như hai hạt đậu bị thiêu đốt dưới ánh nến về đêm lạnh lẽo, lung lay sắp đổ. Phía trước giới hà đã hoàn toàn trở thành tử địa. Kể cả bản thân bọn họ cũng cực kỳ rõ ràng về điểm này. Trên đoạn đường chạy trốn này, bọn họ lúc nào cũng đấu võ mồm không ngừng, rất khó nói đây không phải là vì muốn làm dịu nỗi sợ trong lòng. Bọn họ lần lượt tự nói với bản thân mình kết quả sắp tới sẽ ra sao. Thế nhưng khi chân chính đi tới giờ phút này vẫn không có cách nào dễ dàng đón nhận. Thương vọng không lên tiếng, cầm kiếm lên phản công. Còn chữ Mật thì quay người một vòng, bất thình lình nhảy bổ vào giới hài. Hành động này quá mức đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ở tỉnh không xa xôi, ba tòa tinh lâu khẽ chấn động. Tinh quang một thể, hắn ta đã đứng ở bên trong giới hà. Thân thể của hắn ta không ngừng tan biến thứ màu sắc sặc số đang tuôn trào kia trong phút chốc ngừng lại tinh quang rực rỡ tuôn trào từ nơi tỉnh không xa xôi giáng xuống tạo thành cây cầu vừa vặn đắp lên giới hà ánh sáng rực rỡ chói chang giống như thần tích qua sông đi hắn ta lớn tiếng hô lên cơ bản không kịp suy xét gì thêm bởi vì thời cơ trôi qua chỉ trong chớp mắt Khương vọng đạp tan mây xanh thân thể cường tráng lộn vòng trở lại một cước dẫm lên trên cây cầu làm từ ánh sáng kia trời đất xoay chuyển bóng người đã khuất ngay sau đó ngư tự khánh lập tức đánh tới gã cũng bước lên trên cầu ánh sáng chữ mật chỉ còn lại nửa đoạn thân thể hắn ta không nói gì trong lúc đau đớn tan biến cũng không hề lên tiếng có điều thân thể hắn ta lại đột nhiên vỡ nát cầu ánh sáng cũng sụp đổ ngay tại chỗ hắn ta đã tăng nhanh thời gian chết của bản thân lên để cho ngư tự khánh không cách nào dẫm lên hắn ta qua sông được bóng dáng ngư tự khánh biến mất tiến vào một khu vực khác song nguyên móng trái của gã lại vì lần bất ngờ không kịp đề phòng này mà lưu lại bên trong giới hà cùng nhau tan biến theo chữ mật người tu hành đa số đều là lĩnh ngộ quy tắc vì sao những tu sĩ ngoại lâu lại không bị mất phương hướng ở một nơi điên đảo hỗn loạn như mê giới này là bởi vì bọn họ được thánh lâu chống đỡ bản thân có thể được coi như một phần của tinh thông cho dù ở địa phương điên đảo như thế này cũng có thể cho phép tu sĩ dựa vào đó mà vượt qua mê giới xác định được vị trí từ trên phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, thân thể chính là vũ trụ, thân thể chính là sự thể hiện của quy tắc. Cho nên dựa theo lý thuyết mà nói, chỉ cần tu sĩ ngoại lâu không tiếc hy sinh là có thể sử dụng lực lượng tinh lâu xây dựng quy tắc ở giới hà trong thời gian ngắn. Tính chất giống như cầu tạm được chế tạo từ mê tỉnh. Chữ mật đã sớm đánh dấu lên người khương vọng, mục đích cũng không hề đơn thuần là vì muốn một đao giết chết dê béo cướp đoạt bảo vật. Nhưng cho dù có ở vào thời khắc nguy hiểm nhất thì hắn ta cũng không nghĩ tới chuyện đầu hàng, cũng chưa từng cố ý tiết lộ vị trí của Khương Vọng vì bản thân tranh thủ cơ hội. Có điều khi hắn ta bị đuổi giết đến mức lên trời xuống đất thì lại tìm tới chỗ của Khương Vọng, muốn dựa vào cường giả ở trong bóng tối bảo hộ Khương Vọng kia chạy trốn. Phù Ngạn Thanh đã nói ít ra đối với chuyện này chữ mật có thể tin tưởng được, trên thực tế hắn ta cũng không khiến cho người ta thất vọng. Nhưng Khương Vọng không ngờ chữ mật lại hy sinh bản thân, dựng cầu ánh sáng cho hắn qua sông. Chữ mật rõ ràng là một kẻ sợ chết tới như vậy. Là kẻ luôn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin, chỉ để xin một cơ hội giữ lấy mạng sống. Là người có vẻ cực kỳ ích kỷ, chuyên môn đi lừa gạt hãm hại. Nhưng bây giờ người này thậm chí không hề lưu lại bất kỳ yêu cầu gì, bất kỳ di ngôn gì, chỉ có mỗi một câu, qua sông đi. Qua sông đi. Thế là Khương Vọng qua sông cho dù là đảo quyết minh hay là điếu hải lâu, cho đến nay bất kỳ loại thủ đoạn phản ánh vị trí nào ở mê giới, sau khi dịch chuyển vị trí ở mê giới đều cần đến thời gian phản hồi, xây dựng địa đồ lại từ đầu. Mà chỉ dư lại càng cần nhiều thời gian tiếp nhận thông tin hơn. Cho nên hắn cũng không biết đối diện giới Hà là khu vực gì, nhưng cho dù là địa phương nào, chung quy cũng không đến mức xấu hơn tình huống hiện tại. Đến mê giới rồi thì tất cả đều là đồng đội không biết chữ mật đến cùng có tin vào câu nói này hay không, cũng không biết trước khi chết hắn ta đã nghĩ tới điều gì. Sự giải dụa và do dự, thù hận và quyết tuyệt của hắn ta, tất cả đều biến mất bên trong thứ màu sắc rực rỡ vỡ vụn kia. Có lẽ vĩnh viễn đều không có ai biết được vì sao hắn ta lại lựa chọn như vậy. Nhưng Khương Vọng quả thực chính là dẫm lên xác của đồng đội để vượt qua giới hà. Trong lòng hắn cảm thấy phức tạp lẫn lộn đang xen, không biết phải nói như thế nào. Thủy ưng vanh bỗng nhiên bước vào giới hà đằng trước, suýt chút nữa đã bị tan biến bên trong giới hà. Nếu không phải gã bước chậm một bước. Giờ phút này, trong lòng gã vừa nghĩ đã sợ, còn có cả oán giận. Cầu ánh sáng đang ở trên tay người nào, mau đem tới đây. Gã lớn tiếng ra lệnh. Cầu ánh sáng chính là cây cầu tạm của hải tộc, chất liệu cũng là mê tỉnh, chỉ là trên thủ pháp tạo thành hơi khác một chút nhưng bản chất thì lại giống hệt như nhau nội bộ hải tộc cũng không phải cùng một thế lực bình thường mỗi một người đều là vì bản thân mà chiến đấu rất ít khi kéo ra ngoài khu vực tùy tiện đi tới địa bàn của thế lực khác chiến tranh với các khu vực gần cũng không thường xuyên xảy ra bởi vì mức độ trân quý của mê tinh bình thường hầu như không có ai mang theo cầu ánh sáng bên mình cũng là do lần này hải tộc xuất động đại quân cho nên mới chuẩn bị sẵn mấy thứ này thứ này là vật tư mà quân đội mang theo rất quan trọng Thủy ưng văn ghét bỏ tốc độ quá chậm, thậm chí còn tự mình tiến lên, cầm theo cầu ánh sáng bên phía hải tộc, sách cầu ánh sáng tới bắt ngang qua giới hà. Gã tự mình chỉ định 10 tiểu đội chiến đấu, dặn dò, 10 chỉ đội này theo ta cùng nhau qua sông. Những chiến sĩ còn lại trong chừng tại nơi này, chờ an bài bước tiếp theo. Mê giới dịch chuyển vị trí, Ngô Vương chắc chắn sẽ đưa ra mệnh lệnh. Cũng giống như Khương Vọng cũng không biết đầu bên kia của giới Hà nối với khu vực nào, Thủy ứng vanh cũng không biết. Tùy tiện dẫn người đi tới một khu vực khác không thể nghi ngờ chính là cực kỳ mạo hiểm, lỡ như tiến vào khu vực nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối thì với chiến lược này của bọn họ chính là đi chịu chết. Nhưng gã lại không thể không đi. Ngư tự khánh vì đuổi theo công kích khương vọng mà bị mất đi một cái chân ở ngay trước mặt gã, đến khu vực khác chưa chắc vẫn còn có khả năng là đối thủ của khương vọng. Lúc trước gã lo sợ né tránh đã tạo ra một lỗi lầm lớn. Bây giờ nếu như gã còn không đi chỉ viện cho ngư tự khánh, quay đầu lại chắc chắn không thể thoát khỏi quân Pháp. Thủy ưng vanh bước từng bước đi lên trên cầu ánh sáng. Phù đảo đinh mùi toàn bộ mê giới đột nhiên dịch chuyển vị trí, đương nhiên là đinh cảnh sơn và bạch tượng vương có cảm giác trước hết, nhưng phản ứng của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Xem ra thiên mệnh là ở nhân tộc chúng ta, đinh cảnh sơn nhếch miệng cười, đến đến đến, đúng lúc gặp mê giới dịch chuyển vị trí, tình thế xung quanh khó định, để tránh ngoài ý muốn, mời bạch tượng vương lên đảo một lần tu sĩ nhân tộc trên đảo cùng nhau hét lớn mời bạch tượng vương lên đảo ở trong chiến đấu trước đó bạch tượng vương tự làm tiên phong dẫn dắt đại quân hải tộc ba lần xông lên phù đảo nhưng ba lần đều bị đinh cảnh sơn dẫn người đánh ra quy tắc của phù đảo áp chế hải tộc bản thân nó chính là chỗ dựa lớn nhất của lực lượng coi giữ đảo nhưng theo tiến công không ngừng của hải tộc bản thân phù đảo cũng liên tục được cải tạo vào lúc quy tắc độc đáo của nó biến mất chính là lúc toàn bộ phù đảo thất thủ. Mà giờ phút này, Đinh Cảnh Sơn lại vô cùng sốt sắng, tiếp tục yêu cầu Bạch Tượng Vương đến công. Bạch Tượng Vương đứng ở bên ngoài đảo, thấy quần sáng đại trận đã sớm bị công phá, giờ phút này phù đảo Đinh mùi khói lửa khắp nơi, hòn đảo nhỏ này gần như đã là thịt béo bên mép. Nếu như chỉ nửa canh giờ nữa, gã chắc chắn có thể chiếm đoạt được, có điều. Cuối cùng gã chỉ âm trầm phun ra hai chữ, trúc quân về phần nguyên nhân rút quân thật ra đã có ở trong lời nói của đinh cảnh sơn mê giới dịch chuyển vị trí tình thế xung quanh khó định cho dù là bạch tượng vương và đinh cảnh sơn lúc này cũng không thể biết lần này có mấy cái khu vực liên kết với khu vực đinh mùi và đó là những cái nào bản thân đánh vào phù đảo đinh mùi là đã là bị tình huống tác chiến áp chế khó có khả năng một lần là xong mà lúc này năm tòa hải sào cũng là binh lực trống rỗng nếu vừa lúc tới gần khu vực nào mà nhân tộc chiếm ưu thế, bị đối phương phái quân đội ra, đến thừa dịp vắng vẻ mà vào thì quả thực là mất nhiều hơn được. Thậm chí phía nhân tộc rất có khả năng tiến hành đánh gọng kìm trước sau, diệt gần hết toàn bộ lực lượng đại quân của Bạch Tượng Vương ở chỗ này. Bạch Tượng Vương không có khả năng bất chấp mạo hiểm như vậy, sau khi bản thân Khương Vọng trốn đi, ý nghĩa đánh hạ phù đảo Đinh Mùi đã không còn lớn bao nhiêu, bởi vậy nên gã mới quyết đoán hạ lệnh lui quân. Trên thực tế bên trong mê giới, cho dù là nhân tộc hay hải tộc vẫn luôn có thỏa thuận ngầm vào lúc mê giới dịch chuyển vị trí, cố thủ phần trung tâm. Sau đó, dưới tình huống không có gì phải lo lắng, mới có thể mở rộng thăm dò ra bên ngoài. Đây không phải là quy củ gì, mà là kinh nghiệm do vô số máu và nước mắt dạy bảo tổng kết đi ra. Nhân tộc và hải tộc đều đã nếm trải thiệt thòi ở phương diện này. Bạch Tượng Vương cố thủ ở bên ngoài phù đào, lúc đến cả tự mình làm tiên phong lúc rút lui gã tự mình đoạn hậu nếu không xét đến lập trường cả quả thật là một vị vương tước hợp cách nhìn đại quân hải tộc đông nghiệp rút lui cho dù là đinh cảnh sơn cũng không khỏi thở dài một hơi trong lòng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bạch tượng vương duy trì cảnh giác nên có trong lòng đã âm thầm ra quyết định sau trận chiến này cho dù có ra sao cũng phải nghĩ cách xây dựng một tòa phù đảo thứ hai mà khi nhìn thấy những tu sĩ nhân tộc ở trên phù đảo Đinh Mùi vẫn chưa từng thả lỏng dù đại quân hải tộc có rời đi, cuối cùng Bạch Tượng Vương cũng buông tha cho dự định tiến công sau cùng, quay người rời đi. Gã một mình đoạn hậu, chưa chắc không có dự định dụ rắn ra khỏi hang lần nữa, nhưng dù có đang ở lúc yếu thế thì Đinh Cảnh Sơn vẫn luôn rất vững vàng. Đương nhiên, trên mặt gã không hề nhìn ra một chút tiếc núi nào. Ngư tự khánh ở bên kia đã bắt được người chưa? Cả thuận miệng hỏi sau một lúc mới nhận được câu trả lời ngư soái ngài ấy đã đuổi theo mục tiêu cùng nhau đi tới một khu vực khác rồi bạch tượng vương dừng một chút cuối cùng không nói gì thêm dựa vào thân phận của ngư tự khánh thần thông thực lực thực sự không nên ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả mạo hiểm đi tới khu vực khác nhưng về phương diện khác bắt khương vọng lại là mệnh lệnh của gã ngư tự khánh cũng chỉ là trung thực chấp hành mệnh lệnh mà thôi ngươi còn thiếu ta một viên thận vương châu không trả, mà ngược lại, còn khiến ta thiếu ngươi nhiều hơn. Trả nợ không phải là trả như thế. Trong lòng thẫn thờ hoài niệm như vậy, Khương Vọng xuất hiện ở bên trong một phiến khu vực lạ lùng. Sở dĩ nói nó, lạ lùng, hoàn toàn là bởi vì nơi này quá bình thường. Trên có vòng trời, dưới có đất đai màu mỡ, đủ loại hoa nở rộ khắp nơi, cỏ xanh như tấm đệm vòng trời xa xôi tiếp xúc với hơi ấm mặt trời, xa xa còn có thể trông thấy núi rừng. Nơi này quả thực chính là hiện thế. Hơn nữa còn là một khu vực hòa bình, không thấy phân tranh. Vừa khéo loại bình thường này, ở mê giới ngược lại có vẻ hết sức kỳ quái. Nhưng Khương Vọng cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay ở sau lưng hắn, Ngư Tự Khánh cũng đã hiện thân. Ngư Tự Khánh lúc này đã thu lại nguyên hình hải chủ, trông hết sức thê thảm, tay phải bị cục mất hai ngón tay, chân trái còn bị cục ngang gối, lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở sau lưng Khương Vọng, hình tượng này nhìn gần tuyệt đối không giống như một kẻ cường thế đuổi giết người khác. Gã và Khương Vọng một trước một sau đặt chân quá bộ đến khu vực này, trong nháy mắt khi đáp xuống đất, sắc mặt gã lập tức biến đổi thật lớn. Bởi vì khu vực ở chỗ này rất gần với hiện thế, đối với Khương Vọng mà nói đương nhiên là bình thường, nhưng đối với gã mà nói chính là áp chết gã ở lâu trong mê giới, sao lại không biết được chứ? Gã mạo hiểm đuổi theo khương vọng mà đến, đánh cuộc một kèo vận may, kết quả rút trúng thăm hạ hạ. Nơi này là một trong những khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ bên trong mê giới. Cả còn chưa kịp suy đoán xem đây đến cùng là khu vực nào, Khương Vọng đã từ phía đối diện tiến đến. Tuy rằng Khương Vọng không biết đây là khu vực gì, nhưng cảm thụ về khu vực nơi này lại chân thật không giả. Theo hắn thấy, đây chính là một trong những tòa phù đảo cỡ lớn của mê giới, mà ngư tự khánh cùng hắn đều đáp xuống nơi này chiến lực của hắn không bị ảnh hưởng đối phương là hải tộc sẽ phải chịu quy tắc áp chế mặc dù hắn luân phiên chiến đấu đã tiêu hao không ít nhưng đối phương cũng liên tiếp vận dụng nguyên hình hải chủ hơn nữa hắn tứ chi đầy đủ đối phương thì lại bị mất đi hai ngón tay và một cái chân tại giới hà trước đây không phải là đối thủ thì lúc này vẫn có thể kham nổi chính diện chiến một trận cho dù có vận may tốt cũng không thay đổi được sự yếu đuối bất lực của ngươi. Ngư tự khánh trở tay chụp một trảo, cách không giam cầm trường kiếm đang đâm tới giữa một tấc vuông. Khương vọng cầm kiếm xoắn một phát, xung quanh thân kiếm, kiếm khí xuất hiện dưới dạng hình xoắn ốc nổ tung, khiến cho ngư tự khánh không thể không buông tay. Sau đó mũi kiếm thuận thế cắt xéo, chặt thẳng cái đùi phải còn sót lại của đối phương. Một kiếm này cũng hơi hiểm ác, ngư tự khánh giận tím mặt chặt đứt một chân vẫn giết được ngươi như thường. Gã vậy mà không tránh không né, trực tiếp chia các ngón tay ra như móng vuốt, một trảo cào về phía trước. Một trảo này cào vào không trung, nhưng Khương Vọng đã thu kiếm tránh đi, trên cánh tay trái bị kéo ra năm miệng vết máu, sâu đủ thấy xương. Môn thần thông thiên phú này của ngư tự khánh thật sự kinh khủng, với lại hôm nay gã liên tục phát động, đường như vẫn còn dư lực. Trên phương diện khai phá thần thông cũng đã thắng nứt Khương Vọng nhưng một trảo này đáp xuống, trên mặt ngư tự khánh lại không hề có vẻ vui mừng, trên mặt khương vọng cũng không hề có vẻ sợ hãi. Bởi vì thu hoạch của một trảo này kém xa mong đợi. Gã vốn định móc trái tim của khương vọng ra, kết quả lại chỉ làm cho tay trái bị thương. Dưới quy tắc áp chế bên phía khu vực này, thực lực của gã ít nhất cũng từ thống soái cao dai rớt xuống trung dai. Nếu như nói lúc trước gã vững vàng cao hơn khương vọng một cái cấp độ thì bây giờ chỉ có thể coi như ngang hàng mà cấp độ ngang nhau, Khương Vọng đã từng sợ qua ai. Thần thông của Ngư Tự Khánh liên quan tới quy tắc không gian, vốn có thể co nhẹ khoảng cách, khó lòng phòng bị. Nhưng mới vừa rồi, Khương Vọng lại phán định trước điểm rơi, đã sớm né tránh. Hắn không thể né tránh thần thông của Ngư Tự Khánh nhưng có thể phán đoán được điểm rơi tiến công của Ngư Tự Khánh. Vừa rồi trong một lần giao phong kia, dù chưa thể hoàn toàn né được, nhưng cũng giảm mạnh uy hiếp của môn thần thông này. Hơn nữa theo thời gian hắn và ngư tự khánh giao thủ càng lâu, loại phán định này lại càng chuẩn xác. PS Công vô độ hà, công cánh độ hà. Đoa hà nhi tử, kỳ nại công hà. Dịch thơ Ông đừng vượt sông, ông cứ vượt sông. Ngã xuống sông chết, làm sao hối ông. Chú thích Bài ca này được nhạc phủ thi tập xếp vào tương họa ca từ thôi báo đời tây tấn trong cổ kim chú chép rằng bài ca này do vợ của tử cao ở triều tiên là lệ ngọc làm ra buổi sáng tử cao ra bến sông thấy một ông chồng tóc bạc say cùng cầm bầu rượu vượt qua sông bất chấp hiểm nguy người vợ gọi và đuổi theo nhưng không kịp ông chồng ngã xuống sông chết tử cao về nhà kể cho vợ lệ ngọc cảm thương làm khúc đàn không hầu này lời lẽ thê lương ai nghe cũng phải rơi lệ sau lệ ngọc truyền lại cho một người hàng xóm là lệ dung gọi tên là không hầu dẫn lần này có lẽ phải đổi thành ngươi chạy trốn Khương vọng nói xong tay trái nhấn về phía trước một cái bác âm phần hải lần nữa gào thét mà ra bản thân hắn thì dẫm lên lửa mà đi cầm kiếm theo sát ngư tự khánh trắng chặt khớp hàm lần nữa hiện ra nguyên hình hải chủ hai cánh vũ động trước khi bác âm phần hải lan đến đã tránh ra thật xa lần này gã không thể tiếp tục vì tiết kiệm thời gian mà cứng rắn chống đỡ nhưng vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ nơi này là khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ thời gian dây dưa ở giới hà càng lâu lại càng có khả năng bị thế lực nhân tộc ở nơi này bắt giữ và trong đợt giao phong vừa rồi đã chứng minh gã không có khả năng nhanh chóng giải quyết khương vọng cho dù chịu quy tắc áp chế ở chỗ này trên mặt tốc độ gã cũng đã vượt xa khương vọng nhưng gã lại không cách nào trốn thẳng ra xa xuất phát từ lý do tương tự càng rời xa giới hà thì càng nguy hiểm đồng thời trên người gã cũng không có cầu ánh sáng, không có cách nào quay lại qua sông được. Nếu như nói trước đó luôn là Khương Vọng ở trong tình thế không lối thoát, vậy thì lúc này, gã thực ra cũng đã nếm trải được một chút cảm thụ của Khương Vọng. Ngư tự khánh rất rõ ràng, mặc dù trước đó, giữa lúc truy đuổi và chống chọi, gã hơn hẳn Khương Vọng một bậc, có một lần còn dồn Khương Vọng vào chỗ chết. Nhưng cũng không phải nói ở trên bàn cờ tính kế gã mạnh hơn Khương Vọng bao nhiêu. Với lại ở khu vực đỉnh mùi dưới xu hướng hải tộc chiếm ưu thế toàn diện kiểu này, không gian thuyên chuyển của khương vọng quá nhỏ, chỗ trống có thể lựa chọn không nhiều, cũng chẳng có gì có thể trông cậy vào. Vào lúc gã nắm chắc đại thế trong tay, cơ bản không cần kỹ thuật màu mè gì, chỉ cần chiếm được một chữ ổn là đủ để từng bước ép chết đối thủ. Trên thực tế dưới tình huống đại quân lục soát đuổi giết, người này có thể dùng tu vi nội phủ thần thông dãy dụa lâu như vậy, đã đủ khiến cho gã coi trọng rồi. Thiên phú của kẻ này mặc dù kém hơn kiêu mệnh, nhưng cũng có thể tính là thiên kiêu. Thủy ưng vanh sợ hắn như sợ hổ, bạch tượng vương giống trống khu chiên, bây giờ xem ra, cũng không phải là bắn tên không đích. Duy chỉ có ở trên thực lực, gã hoàn toàn có lòng tin đè đầu đối phương. Có điều dựa theo quy tắc áp chế ở chỗ này, thần thông liệt không của bản thân gã rõ ràng đã bị đề phòng, thắng bại trong lúc này thật ra đã là ngang nhau. Tình hình thực tế là, một khi gã bị tu sĩ nhân tộc ở khu vực này phát hiện, gã chết là cái chắc. Cho dù gã có rời khỏi giới Hà rồi mới bị tu sĩ nhân tộc phát hiện hay là sau khi Khương Vọng rời đi mới đưa cứu binh đến, kết quả cũng không thay đổi. Cho nên gã Kỳ Thật không có lựa chọn, gã phải lưu lại trước giới Hà, còn phải giữ Khương Vọng lại trước giới Hà. Ngoài ra gã cũng có thể chạy trốn, đó là sau khi đại quân phía sau dựng cầu ánh sáng chạy đến chỉ viện, đón gã trở về. Ban đầu gã không hề do dự đuổi theo bước chân khương vọng cũng là bởi vì sau lưng có đại quân, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến chỉ viện. Gã nghĩ cho dù là ở khu vực nhân tộc cường thế thì gã cũng có thể dựa vào thực lực và tốc độ, nhanh chóng chém giết khương vọng, sau đó thông dong trở về. Chỉ là không ngờ, vận may lại kém như vậy, vậy mà lại bước vào khu vực nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ. Chiến đấu là chắc chắn, nhưng phương thức chiến đấu cụ thể thì có hai lựa chọn. Một là toàn lực hăng hái, liều chết giết chết Khương Vọng ngay tại chỗ, sau đó đợi cầu ánh sáng đón gã trở về. Hay là dựa vào ưu thế tốc độ, giữ Khương Vọng ở lại chỗ này, chờ chỉ viện ở phía sau đuổi kịp, tiếp theo lại cùng nhau chém giết. Ngư tự khánh chọn cái phía sau. Điều này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất dưới tình huống này. Nhưng gã rất nhanh đã phát hiện ra, Khương Vọng dường như không hề có ý định rời khỏi giới hà đi tìm viện binh. Hắn một mình một người cầm trường kiếm trong tay, chân đạp mây xanh, từng bước công sát, giống như cực kỳ kiên quyết, muốn ở ngay tại đây, ngay tại lúc này chém chết cả. Với gã mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục và coi thường rất lớn. Gã đè nén tức giận. Sỉ nhục cũng được, coi thường cũng được, chỉ có sống chết mới là kết quả cuối cùng. Nếu Khương Vọng đã nguyện ý dây dưa ở đây, gã cũng vui vẻ bồi tiếp. Nhưng theo truyền đấu kéo dài, Ngư Tự Khánh nhanh chóng phát hiện ra, bản thân gã đã quên mất một chuyện. Tốc độ của gã vượt qua khương vọng một bậc, sau khi hiện ra nguyên hình hải chủ lại càng vượt trội hơn hẳn. Vốn nên tiến lùi thoải mái, giết chóc tùy tâm. Nhưng khương vọng lại có thể liên tục đuổi sát gã, đè ép hết sức mạnh mẽ, buộc gã phải phân định sống chết, không chừa cho gã một khoảng trống để thở dốc. Mặc dù gã nhanh hơn, nhưng đối phương lại bộc phát ra động thuật ấn ký mây xanh, không hề dễ dàng né tránh, từ đầu đến cuối gã đều cần phải dốc sức lực mới có thể giữ vững khoảng cách điều làm gã cả cảm thấy cực kỳ bất an chính là chẳng qua chỉ là một tu sĩ nội phủ thần thông sao đạo nguyên lại hùng hậu đến thế cứ như là dùng hoài không hết dùng hoài không cạn sau khi lần nữa ngăn cản một kiếm của khương vọng ngư tự khánh không thể không thoát khỏi nguyên hình hải chủ để tiết kiệm tiêu hao to lớn nhịp điệu chiến đấu dường như đã bắt đầu nghiêng về hướng không thể kiểm soát trong tầm tay Đối với Khương Vọng mà nói, sao hắn lại không biết tính toán của Ngư Tự Khánh, không biết viện quân hải tộc ở bên kia giới hà sẽ nhanh chóng đuổi kịp chứ? Sở dĩ hắn không chọn cách ổn thỏa hơn là rời đi giới hà trước, tìm tu sĩ nhân tộc ở khu vực này giúp đỡ là do sợ viện quân của hải tộc tới đây, khiến cho Ngư Tự Khánh có thể trở về khu vực Đinh Mùi. Lúc hắn phát hiện có thể chiến được một trận, mục tiêu của hắn lập tức thay đổi. Mục tiêu hiện tại của hắn không còn là chạy trối chết mà là giết chết ngư tự khánh chữ mật bị ép phải dùng cái chết để bắt cầu trước khi chết ngoài qua sông ra đến cùng chỉ nói được một câu là chữ ngư tự khánh muốn gã chết không được tử tế nhờ chữ mật nên hắn mới còn sống như vậy cũng nên hoàn thành nguyện vọng của chữ mật thật sự làm cho ngư tự khánh chết không được tử tế cho nên hắn từng bước ép sát từng bước công sát hắn đương nhiên biết tốc độ của ngư tự khánh nhanh hơn hắn thành thạo ứng phó hắn nhưng hắn cũng có một cái ưu thế mà ngư tự khánh không cách nào sánh bằng đó chính là tốc độ của hắn dựa vào tiên thuật bình bộ thanh vân vả lại tiêu hao của bình bộ thanh vân chủ yếu nằm ở chỗ giới thuật thiện phúc thanh vân thứ đồ chơi này ở trong vân đỉnh tiên cung còn có rất nhiều là đằng khác nguyên hình hải chủ của ngư tự khánh có khả năng duy trì được bao lâu tốc độ cực hạn của gã lại có thể duy trì được bao lâu kia chứ cho nên khương vọng liều mạng tiến sát chính là muốn tăng thêm tiêu hao cho ngư tự khánh dựa vào việc Thanh Vân Đình liên tục không ngừng chế tạo ra thiện phúc thanh vân, làm hao tổn thể lực của Ngư Tự Khánh. Từ đó khiến cho bản thân càng chiếm được nhiều ưu thế về mặt chiến lực hơn. Có thể nói đôi bên đều có tính toán, thậm chí còn không được phép tính toán sai lầm. Có điều hiện tại, Ngư Tự Khánh đang nghe chuyện trên TV audio CV quả thực là đâm lao thì phải theo lao. Ngay từ đầu gã không hề lựa chọn liều mạng chém giết mà là lựa chọn tiêu hao, như vậy theo thời gian trôi qua tiêu hao của gã cũng càng lúc càng tăng, tỷ lệ chém giết thành công ngược lại không bằng ban đầu, cho nên càng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục dây dưa tiêu hao. Nhưng gã lại không biết khi nào viện quân mới đến. Ở trong đau khổ chờ đợi, gã thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu viện quân có tới hay không đây. Cái tên Thủy ưng vanh kia liệu có khả năng ôm lòng trả thù cá nhân hay không, cố ý kéo dài không? Thậm chí còn muốn lấy lý do bảo toàn thực lực đại quân, Trước khi thăm dò rõ khu vực liên kết tuyệt đối không tiến quân. Điều làm cho gã sợ hãi chính là, việc này quả thực rất có khả năng xảy ra. Ngư Tự Khánh không hề biết rằng thật ra Khương Vọng cũng giống như vậy, đều là đâm lao thì phải theo lao. So với Ngư Tự Khánh, Khương Vọng lại càng không biết khi nào viện quân hải tộc sẽ đến, hắn dốc hết toàn bộ sức lực ép Ngư Tự Khánh chiến đấu, muốn ở trước khi viện quân hải tộc đến đánh chết cả. Nhưng Ngư Tự Khánh là một đối thủ quá khó chơi mặc dù đã bị áp chế chặt đứt một chân lại tiêu hao rất lớn nhưng vẫn giữ vững phòng tuyến không cho khương vọng có cơ hội đánh chết mà một khi viện quân đuổi tới trước như vậy việc hắn lưu lại huyết chiến trước giới hà không thể nghi ngờ đã trở thành lựa chọn hết sức ngu xuẩn song giờ phút này hắn lại không thể buông tay hắn dùng tốc độ cực hạn ép ngư tự khánh phải chiến ngư tự khánh cũng sử dụng tiêu hao kịch liệt để né tránh nhưng một khi hắn bước ra thì sẽ lập tức phải nên đón phản công điên cuồng của ngư tự khánh tốc độ của hắn vốn không bằng đối thủ sẽ lập tức rơi xuống thế hạ phong cho nên hắn chỉ đành phải tiếp tục giờ phút này song phương giao chiến kỳ thật đều là cắn răng miễn cưỡng chống đỡ chẳng qua đôi bên đều xuống tay hết sức độc ác trên mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm đây là một trận liên quan đến thực lực liên quan đến đấu trí cũng liên quan đến vận may càng liên quan đến nghị lực chiến đấu nhiều hơn trước khi chưa chính thức phân rõ sống chết không ai có thể nắm chắc thắng bại chỉ thấy ấn ký mây xanh không ngừng hiện ra rồi tiêu tán, bóng dáng ngư tự khánh cũng chồng vào nhau. Ở trước giới hà năm màu rực rỡ, thủy triều đen, sóng lửa, phong trảo, kiếm khí, văng đầy khắp nơi. Chém giết phản phất như vĩnh viễn không có chừng mực. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Cuối cùng Khương Vọng cũng tìm được cơ hội, một tay từ hư không gọi ra hai sợi tù thân tỏa liên, chặn ở sau lưng ngư tự khánh, một cước đạp nát mây xanh, một kiếm niên thiếu khinh cùng ngay mặt phong bế khả năng né ra hai bên của gã, đồng thời há miệng, phun ra tam muội chân hỏa. Bây giờ đúng là lúc mà ngư tự khánh suy yếu nhất, dưới tiêu hao tốc độ cực hạn, suy cho cùng gã cũng không thể nào kiên trì hơn tiêu hao giới thuật của Khương Vọng được. Một hơi không kịp đón đỡ, lập tức rơi vào sát cảnh. Vậy mà gã ngược lại còn lộ ra nụ cười thắng lợi, thật không? Tiếp đó gã lộn một vòng, tùy ý để cho tù thân tỏa liên trói lại, ở trong hết thảy công kích của Khương Vọng, Chọn ra một loại không có lực giết chóc nhất Mà trong cùng thời gian Trên giới hà năm màu rực rỡ Một cái cầu ánh sáng bắt ngang qua Viện binh đã tới Đầu tàu gương mẫu thủy ưng vanh sông lên Bắt nhìn thấy đầu tiên chính là ngư tự khánh Đang bị hai sợi xiền xích đen nhánh trói lại Mà khương vọng thì đang đạp lên mây xanh đuổi đến Hơ kiếm muốn giết Cùng lúc đó Trên người đột nhiên cảm nhận được áp chế Khiến cho gã âm thầm giật mình sợ hãi Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn hẳn biến thành nguyên hình hải chủ, vỗ cánh một cái, lập tức ngăn ở trước người Khương Vọng. Quan gia ngõ hẹp, dũng cảm đứng lên. Gã đang cứu ngư tự khánh, lại càng tỏ rõ dũng khí, tìm về tôn nghiêm. Vút! Một kiếm ngang qua, hàng quan lướt qua không trung, một cái đầu người bay lên cao. Hai mắt cái đầu kia trợn trừng, tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sợ hãi lẫn không thể tin được. Gã vốn không phải là đối thủ, lại chịu áp chế ở bên khu vực này, vậy mà còn hấp tấp tiến lên ngăn đón, rồi lại không phải đối thủ của kẻ địch. Thủy ưng vanh xem nhẹ áp chế ở bên khu vực này, lại không ngờ khương vọng ác chiến hồi lâu mà vẫn còn có lực giết chóc như thế. Cả biết rõ bản thân không phải là đối thủ của khương vọng, chỉ định cản một chút mà thôi. Chỉ cần gã cản một chút, giúp ngư tự khánh tháo bỏ trói buộc là có thể một nụ cười xóa tan hận thù, chủ bớt trách nhiệm về hành động lùi bước ở trước giới giới hà khu vực đỉnh mùi nhưng gã không ngờ ngay cả một xíu cũng không cản được. Cái chết của gã cũng coi như nghẹn khuất, nhưng nhờ có một lần ngăn trở này, 10 đội hải tộc theo sát sau lưng gã đã nối đuôi nhau ra tới. Trong rã trăm tên hải tộc, trong nháy mắt phủ kín vị trí phía trước giới hà. Thủy ưng văn tự mình chỉ ra 10 đội hải tộc này, tất cả đều là tinh nhuệ trong quân, thống soái hải tộc sơ cấp vượt qua 40 tên, còn tại tất cả đều là hải tộc cấp chiến tướng. Nhờ vào áp chế ở bên khu vực này, thực lực của toàn bộ hải tộc đều bị áp chế ít nhất một cấp. Mà hải tộc cấp dưới thống soái đối với Khương Vọng bây giờ mà nói, gần như có thể chém rau chặt dưa. Một kiếm của hắn chém giết thủy ưng Văn, lập tức trông thấy các chiến sĩ hải tộc chen chúc nhau ra tới. Những chiến sĩ hải tộc này vô cùng dũng mãnh cho dù đối mặt với cái chết của thủy ưng Văn cũng không hề có chút sợ hãi, ngược lại tiếng hô, giết, trung trời, liều mạng vọt tới. Khương Vọng tiến vào trong va chạm với đội ngũ hải tộc, trực tiếp trưởng ra bắt âm phần hải, ở trong biển lửa dẫm lên sóng lửa mà đi, kiếm thức giao nhau đang chéo khắp nơi, liên tục chém rớt đầu người. Hắn dựa vào tiên thuật bình bộ thanh vân, không ngừng biến đổi phương hướng, cũng không yêu cầu một lần đánh chết bao nhiêu mà là chuẩn xác chọn giết những tên hải tộc đang nỗ lực điều khiển phối hợp thế công trong những đội ngũ khác nhau. Bắt giặc trước bắt vua, giết người trước giết can đảm. Cho dù có chém rau chặt dưa ra sao, một khi để cho đối phương kết thành chiến trận phản công thì cũng khó tránh khỏi giấy lên mấy phần mạo hiểm. Làm rối chiến trận của đối phương, khiến cho số lượng đối phương có nhiều hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể từng người tự chiến, đây mới là chỗ tỉnh túy của lấy ít địch nhiều. Mắt thấy ấn ký mây xanh không ngừng hiện lên rồi tiêu tán, nhờ vào tốc độ cực nhanh, lực giết chóc mạnh mẽ tuyệt đối, khương vọng ở giữa hải tộc tới lui tự nhiên, trường tương tư không ngừng hú gọi, giết đến hung ác tận cùng, mang độc tận cùng sảng khoái tận cùng một đội hải tộc liều chết ngăn ở trước người ngư tự khánh hai tên hải tộc kéo ngư tự khánh đang bị trói chặt ra giúp gã tháo gỡ trói buộc của tù thân tỏa liên mà ngư tự khánh đột nhiên có lại tự do lại không nói hai lời nhanh chân chạy tới cầu ánh sáng gã đã nhận ra khu vực này là nơi nào đồng thời cũng cho rằng ở trong hoàn cảnh này bản thân đã tiêu hao quá nặng rất khó tiếp tục giết chết khương vọng hơn nữa những viện quân chạy tới lại bị nơi này áp chế đến mức yếu không chịu nổi, mấy thống soái thì như chiến tướng, chiến tướng biến thành chiến tốt, thật sự không giúp được gì nhiều. Không có hy vọng giết chết kẻ địch thì ngược lại muốn sống sót. Dù sao Bạch Tượng Vương cũng đã nói, tên này có khả năng sánh ngang với kiêu mệnh, gã thực sự không thể giết chết được, cũng không tính mất mặt. Ngư Tự Khánh không hề nhận ra, bản thân gã bởi vì trốn tránh, cũng hồ theo lý do trước đó của Thủy ứng vanh hoặc là gã đã nhận ra được, nhưng đối mặt với nỗi sợ cái chết đã khiến cho gã cố tình xem nhẹ. Bởi vì nguyên nhân chém giết, giờ phút này về khoảng cách thực tế, Khương Vọng cách cầu ánh sáng gần hơn. Hắn đang làm rối trận hình của hải tộc, song song đó cũng thử lần nữa đánh giết Ngư Tự Khánh, nhưng lần nào cũng bị chiến sĩ hải tộc dũng mãnh ngăn cản. Những chiến sĩ hải tộc kia vì cứu Ngư Tự Khánh, gần như là tre già măng mọc, người này nối tiếp người kia chết ở dưới kiếm của Khương Vọng dũng mãnh gan dạ như thế. Nhưng những thứ này cũng không thể ngăn cản được sát tâm của Khương Vọng. Giờ phút này, Ngư Tự Khánh vừa động, Khương Vọng lập tức hiểu được lựa chọn của gã. Hắn không nói hai lời, trở mình vọt tới giới hà trước một bước, đánh ra một chưởng, tam muội chân hỏa đánh xuống, trực tiếp đốt trụi chiếc cầu ánh sáng kia. Hắn không biết phòng ngự của cầu ánh sáng, chỉ đơn giản trực tiếp vận dụng thần thông, đề phòng đánh không vỏ lại để cho ngư tự khánh có cơ hội. Điều này gần như là tái diễn lại tình cảnh trước đó. Ngư tự khánh còn ở nửa đường, chiếc cầu ánh sáng long lanh trong suốt kia đã hóa thành lưu quang, vỡ nát ở bên trong giới hà năm màu rực rỡ. Nhớ đến tâm trạng tuyệt vọng lúc ấy của chữ mật, gã cũng có thể nếm thử một phần. Ngươi Ngư tự khánh cực kỳ quyết đoán, không hề đi dây dưa với khương vọng mà thẳng một phát túng được một tên hải tộc cấp thống soái ở bên cạnh, gấp giọng ra lệnh, làm cầu biển cho ta, bảo đảm cả nhà ngươi vinh hoa, ngày sau sẽ thay ngươi báo mối thù này. Dứt lời, không đợi tên này đáp lại, gã đã xách hắn ta lên ném về phía giới hà. Tên hải tộc này chính là một trong hai tên hải tộc đã kéo gã ra khỏi nguy hiểm trước đó, quả nhiên là trung thành tận tâm, bị ném đi chịu chết như vậy, thế nhưng lại thật sự bộc phát ra toàn lực. Xa xa bên dưới bắt đầu có bóng sóng biển dân trào, sóng lớn tối màu như nước thủy triều cuồn cuộn di chuyển, lúc này ở trên giới hà mọc lên một cây cầu biển, tái hiện chuyện xưa của chữ mật. Ngư tự khánh nhanh chóng đuổi theo sát, nhưng ngay lúc này, ở sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng hét to, chết đi. Tiếng hét này gần như thế, hầu như là kề sát ở bên người. Lúc này ngư tự khánh có hai lựa chọn, một là không quan tâm, liều mạng chống đỡ một đòn nguy hiểm, miễn cưỡng bước lên trên cầu biển. Hai là nắm lấy cơ hội gần như là ở ngay bên cạnh này, quay lại giết ngược. Hình ảnh mấy hải tộc vì gã mà chết đột nhiên hiện lên, bao gồm cả thủy ưng vanh trong đó, Máu gan dạ sinh ra trong tim. Ở dưới tác dụng của lạc lối, gã đã lựa chọn cái sau, quay người lại một cái, vẻ mặt dữ tợn, một cặp móng vuốt sắc bén bộc lộ sở trường, một trảo vận dụng thần thông liệt không, ở bên trái trong tầm tay vạch một đường vào hư không, hoàn hảo đánh trúng mục tiêu. Tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi tới gần trước người gã nổ tung, nát vụn trong 10 vết cào thật sâu, là huyễn thân của Hồng Trang Kính. Vào loại thời khắc này, Khương Vọng vận dụng huyễn thân của Hồng Trang Kính lại dùng đến lạc lối chi phối lựa chọn của ngư tự khánh, nắm chắc ưu thế cuộc chiến. Ấn ký mây xanh dưới chân gần như vỡ vụn cùng một lúc với huyễn thân của hồng trang kính, chân thân đột nhiên xuất hiện ở trước người ngư tự khánh, thẳng một cước đạp bay gã. Ý niệm đầu tiên xuất hiện ở trong đầu của ngư tự khánh là, may mà chỉ là một cước, thanh kiếm sắc bén đến cực điểm kia không có đâm tới. Suy nghĩ thứ hai chính là, sao một cước này lại nhẹ như thế? Hầu như không tạo thành bao nhiêu sát thương, có phải tu sĩ nhân loại này cuối cùng cũng mệt rồi không? Ý niệm thứ ba trong đầu là Không có cái thứ ba Bởi vì gã đã bị một cước của Khương Vọng đạp ra khỏi cầu biển, rơi vào giới hà Bất ngờ không kịp đề phòng, thủy triều đen trên người bắt đầu phun trào Chỉ trong chớp mắt lập tức tan rã Đường đường là thống soái cao dai của hải tộc Cường giả thống lĩnh một tòa hải sào ở khu vực Đinh Mùi một trong mấy vị thống soái cao dai mạnh nhất của hải tộc trong toàn khu vực đỉnh mùi lại vỡ nát ở bên trong giới hà muôn màu muôn vẻ như vậy, trở thành một phần bên trong quy tắc vỡ vụn, im hơi lặng tiếng. Khương vọng quả thực hơi mệt mỏi, tuy bình bộ thanh vân chủ yếu tiêu hao giới thuật nhưng tiêu hao về đạo nguyên thì vẫn phải có. Hơn nữa bản thân bác âm phần hải của hắn cũng rất hao tốn đạo nguyên. Thần thông tam muội chân hỏa, lạc lối thì càng không cần phải nói, đều rất hao tốn tinh lực, số lần vận dụng mỗi ngày rất có giới hạn. Nhưng sau khi hắn một cước đạp ngư tự khánh xuống giới hà sông, cũng không hề có ý muốn dừng tay tại đây mà quay người một cái, lần nữa tung kiếm vòng lại giết. Hắn bị cả khu vực lục soát lùng giết, bị đuổi giết đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, mỗi thời mỗi khắc đều là căng thẳng trong lòng, nỗi sợ cái chết chưa bao giờ xa rời dù chỉ một chút. Chữ mật xả thân làm cầu, cơn giận trong lòng hắn đã chồng chất lên đến mức cao nhất hắn ở giờ phút này cần phải trút giận. Hải tộc ở bên cạnh giới hà chỉ còn hơn 60 tên, nhưng từ lúc qua sông tới nay, bọn chúng ngay cả một cái chiến trận hoàn chỉnh cũng không bày ra được, chỉ càng không ngừng công kích, lại càng không ngừng chết đi. Bây giờ ngay cả ngư tự khánh cũng chết trận, vỡ nát ở bên trong giới hà. Những sự thật này đã khiến cho bọn chúng vô cùng tin tưởng ý kiến trước đó của Thủy Ưng Văn, người này thật sự có tư thái kiêu mệnh. Thế nhưng chủ soái đã chết, cầu ánh sáng đã vỡ, bọn chúng lại đang ở khu vực hoàn toàn bị nhân tộc sở hữu chiếm cứ, đâu còn đường nào chạy trốn nữa chứ. Hầu như tất cả chiến sĩ hải tộc lưu lại đều can đảm quyết chết, tấn công về phía Khương Vọng. Mà Khương Vọng lại đối mặt trực tiếp với bọn họ, phản công ngược lại, như là hổ đó nhào vào bầy cừu. Hắn không muốn, không nghĩ, cũng sẽ không lưu tình. Đại quân hải tộc ở bên ngoài phù đảo Đinh Mùi đã rút lui, khiến nơi này bỗng nhiên hiện ra mấy phần vắng vẻ với tư cách là bên chiếm ưu thế tuyệt đối khi đại quân hải tộc rút lui đã cẩn thận dọn dẹp chiến trường thứ để lại cho phù đảo đinh mùi chỉ còn một ít phế thải vô dụng đinh cảnh sơn không nói một lời trực tiếp bay trở về đỉnh núi ở trung tâm đảo ông ta không cần làm cái gì chỉ cần ngồi ở đó đã giữ vững ý chí cho binh lính rồi sẽ có người tự giác tu bổ lại đại trận hộ đảo tất nhiên đó sẽ là một quá trình diễn ra trong thời gian dài tu sĩ bị thương sẽ được chữa trị tu sĩ bất hạnh chết trận sẽ được mai táng những chuyện này đều có người khác sắp xếp là thủ lĩnh của phù đảo đinh mùi sau khi đại chiến thảm khốc xảy ra ông ta lại không còn việc gì nữa đinh cảnh sơn ngồi một mình trên đỉnh núi suy nghĩ một lát lại lôi hải cương bản ra mặc kệ ông ta có không đành lòng hay miễn cưỡng cỡ nào thì thân là thủ lĩnh một nơi ông ta nhất định phải nắm rõ được những tổn thất mà cuộc chiến tranh này đã gây nên ánh mắt ông ta di chuyển qua từng cái tên đã xám xịt, rồi đột nhiên dừng lại. Ông ta nhìn thấy tên của Khương Vọng. Chẳng biết từ lúc nào cái tên này đã chuyển thành màu xanh lá. Con số ở phía sau cái tên đang không ngừng thay đổi. Gần như là điên cuồng nhảy số 99, 100. Cuối cùng dừng lại ở số 104 tiểu tử này lại còn sống, thành công trốn tới một khu vực khác, đồng thời cũng hoàn thành rửa tội, lại còn vượt quá số lượng được đặt ra khuôn mặt vốn không dễ nhìn của Đinh Cảnh Sơn, bởi vì những tổn thất mà trận chiến vừa rồi gây ra nên càng không dễ nhìn. Nhưng lúc này lại nhìn không được mà nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười khá khó coi. Đạo chủ phù ngạn thanh đến bàn giao công tác khắc phục hậu quả, nhìn thấy cảnh kia thì cảm thấy hơi nghi ngờ mà chui ra khỏi cái bóng. Có tin tức cốt gì sao? Đinh Cảnh Sơn liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt chọn người cho vay tiền của bản tướng quân vẫn còn tốt. Tí nữa người đi thu nợ đi cả gốc lẫn lãi, kiếm lời một vố lớn. Lúc này Phù Ngạn Thanh mới hiểu rõ. Ô trong hoàn cảnh khắp nơi tiêu điều này, thì điều này cũng xem như là một tin tức tốt. Dù sao cũng là y tự tay đưa Khương Vọng đi. Dù chiến tranh đã kết thúc, lúc này phá vòng vây cũng không có ý nghĩa gì, nhưng ở dưới tình huống đại quân hải tộc vây đảo, bản thân chiến sĩ nhân tộc phá vòng vây đã rất có ý nghĩa rồi. Đương nhiên ngài sẽ không nhìn nhầm. Suy nghĩ một chút, y không nhìn được mà quay đầu nhìn hải cương bản một hỏi sau đó lại quay lại nói chữ mật chết rồi lúc nói lời này giọng điệu của phù ngạn thanh khá nhẹ nhàng không nghe ra chút gợn sóng nào tên của chữ mật trên hải cương bản đã vĩnh viễn xám xịt rất nhiều người đều chết rồi đây chính là chiến tranh đinh cảnh sơn nói đối với cái chết của chữ mật bọn họ đều có tiếc nuối nhưng loại tiếc nuối này cũng giống hệt như sự tiếc nuối với bất kỳ tu sĩ nào chiến tử ở trên đảo chỉ có tiếc núi, không có ấy nấy. Bởi vì chữ mật lâm trận bỏ chạy là sự thật. Vì phù đảo đinh mùi, bọn họ đã cho chữ mật cơ hội lấy công chuộc tội. Đúng vậy, đây chính là mê giới, phù ngạn thanh nói. Hay cho một trận chém giết. Trực tiếp giết đến đầu lâu trải dài, máu chảy khắp nơi. Sự chênh lệch cực lớn về thực lực cũng không phải là thứ mà chỉ cần dũng khí là có thể vượt qua. Sau một hồi chém giết, đã có rất nhiều hải tộc lựa chọn chạy trốn. Họ thà rằng chết ở chỗ khác, cũng không muốn đối mặt với kiếm của Khương Vọng. Nhưng số lượng hải tộc có thể chạy thoát cũng không nhiều. Khương Vọng hoàn toàn giết đến nổi điên, trường tương tư sắc bén vô song liên tục phát ra âm thanh rít gào, gần như là đuổi theo hết tất cả những tên hải tộc có thể đuổi theo, rồi giết chết từng người một. Phải nhanh, phải nhanh hơn nữa. Phải tàn nhẫn, phải độc ác hơn nữa. Không buông tha bất cứ kẻ nào, không tha thứ bất cứ kẻ nào giết 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 hết thảy đạo thuật hết thảy kiến thức đều chỉ tuân theo một mục tiêu là giết chóc đều chỉ lấy việc giết đối thủ làm mục tiêu quan trọng nhất một bước một giết một chiêu kiếm một mạng ở trong loại tâm trạng cực đoan chuyên tâm giết chóc này có một chút linh quan mơ hồ đang ấp ủ dường như sắp sửa chạm tới cái gì đó tình cảnh này là sao đây sao chỗ này lại xuất hiện nhiều hải tộc như vậy hơn nữa. Cẩn thận một chút. Tiếng nói chuyện đang đến gần khiến cho Khương Vọng tỉnh lại từ trong trạng thái hoảng hốt kia. Giờ phút này, hắn cầm kiếm ở trong tay mới giật mình phát hiện chỗ này đã chất một đống thi thể. Trong rã 10 tiểu đội hải tộc, trăm tên chiến sĩ hải tộc, cuối cùng chỉ có chưa đến 5 tên thoát khỏi giới hà. Tại khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ, dù có thoát khỏi vùng phụ cận giới hà này thì cũng tuyệt đối không có cái vận mệnh tốt gì chờ đợi bọn họ, nhưng bọn họ thực sự không có dũng khí chiến đấu với cương vọng ngay tại giây phút này. Hai người nói chuyện lúc nãy đều còn rất trẻ. Cả hai đều khoác áo giáp. Nhìn kiểu dáng của áo giáp thì chắc hẳn là tu sĩ dương cốc. Bọn họ cũng đã nhìn thấy cương vọng, một người hơi cao cao trong số họ trực tiếp hỏi, ngươi là người nơi nào? Nhưng hải tộc này đều là ngươi giết. Tề quốc, Khương Vọng, đều là ta giết. Khương Vọng trả lời kiểu lời ít mà ý nhiều. Hắn thu kiếm vào vỏ, vừa xử lý qua thương thế trên người, vừa hồi dò, nơi này là khu vực nào. Trong trận truy vết từ khu vực Đinh Mùi cho đến đây, hắn sớm đã bị thương khắp người, vết thương chằng chịt, chỉ là lúc này mới có thời gian để xử lý. Nhưng đạo thuật trị liệu của hắn thật sự rất khó coi, vị tu sĩ hơi thấp một chút kia không nhìn được, trực tiếp bay tới nói, để ta giúp. Người này thuần thục bấm ấn quyết, nguyên khí màu xanh biếc như một cơn gió vất qua những vết thương kia của Khương Vọng chỉ một thoáng mà đau đớn dường như cũng tiêu mất trong tay tu sĩ hơi cao kia là một cái chùi y nặng hắn ta nhìn về phía khương vọng trong ánh mắt có chút kính ý nơi này là phù đồ tịnh thổ xem ra ngươi mới từ khu vực khác tới phù đồ tịnh thổ cái tên này hình như hơi quen quen nhưng bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều đúng vậy ta mới từ khu vực đinh mùi tới khương vọng lập tức nói ta đại biểu khu vực đỉnh mùi tới cầu viện, bạch tượng vương thống lĩnh đại quân đang bao vây phù đảo. Chỗ này ai làm chủ? Xin mời vị huynh đệ này nhanh chóng bẩm báo. Huynh đài không cần luống cúng, Đinh Cảnh Sơn chính là giáo ý tuyên uy của Dương Cốc, nhưng vị tu sĩ cầm theo chùa y nặng kia cũng không có vẻ sốt ruột lắm, có lẽ là đã nhìn quen những chuyện như thế này rồi. Vào lúc xảy ra việc mê giới chuyển vị, tất cả những trận chiến đang tiến hành đều sẽ bỏ dở giữa chừng nếu như trước đó phù đảo đinh mùi không bị công phá thì hiện tại sẽ không sao nếu như trước đó đã bị công phá thì hiện tại có sốt ruột cũng vô dụng khụ có lẽ hắn ta cũng biết lời mình nói không được may mắn cho lắm mới chuyển chủ đề quên không giới thiệu tại hạ trần tấn đây là huynh đệ của ta diêm gia vị tu sĩ hơi thấp kia vừa trị liệu cho khương vọng vừa cười nói huynh đệ cũng là người trong quân ngũ thương thế như thế này thật cũng có mấy phần phong thái của người dương cốc chúng ta. Ta cũng không phải xuất thân quân ngũ, Khương Vọng lắc đầu một cái, vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, nếu như bên kia không bỏ dở chiến tranh thì sao đây? Trước khi ta đến đây, phù đảo Đinh Mùi đã nguy hiểm như lửa xém lông mày, vẫn mong các vị mau đi báo cáo một tiếng. Là thế này, Trần Cấn nói, theo bài học kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, trước khi thăm dò chi tiết tình hình các khu vực gần kề thì sẽ không có hành động lớn gì. Chúng ta như vậy, hải tộc cũng như vậy vì thế cái vị bạch tượng vương kia nhất định sẽ lui binh mà sau khi thăm dò khu vực gần kể xong biết được lần này khu vực đinh mùi đã đến gần phù đồ tịnh thổ của chúng ta thì vấn đề duy nhất mà bạch tượng vương kia phải suy nghĩ chính là làm sao để bảo vệ hải sào của mình làm gì còn sức lực để lo nghĩ việc khác trong lời nói của hắn ta tràn đầy sự tự tin bản thân bọn họ là tu sĩ dương cốc chắc không đến nỗi không để ý phù đảo của mình hơn nữa họ là tu sĩ quanh năm chinh chiến với mê giới khẳng định càng hiểu rõ tình hình ở nơi này hơn so với khương vọng phán đoán cũng sẽ chuẩn hơn khương vọng đã bị thuyết phục mãi cho đến tận lúc này mới thổ vào nhẹ nhõm rồi lại đột nhiên nhớ ra tại sao hắn lại cảm thấy cái tên phù đồ tịnh thổ này quen đến như vậy chẳng phải trọng huyền minh đồ phụ thân của trọng huyền trắng về sau đã tự lấy tên là trọng huyền phù đồ hay sao bởi vì rất ít khi trọng huyền thắng đề cập đến phụ thân của hắn ta cho nên hắn cũng không nhạy cảm với cái tên này phản ứng hơi chậm một tí trọng huyền thắng nói phụ thân của mình lực kiệt mà chết trên chiến trường nhưng không có nói chết ở nơi nào phải chăng chính là chết ở trong mê giới chẳng lẽ cái nơi này có liên quan gì đến phụ thân của trọng huyền thắng hay sao nhưng nếu như nơi này có liên quan đến trọng huyền phù đồ vậy vì sao thế lực chiếm giữ nơi này lại là dương cốc hai vị huynh đài khương vọng không nhịn được hồi phù đồ tịnh thổ này là địa giới của dương cốc sao diêm gia xuề năm ngón tay ra làm cho nguyên khí màu xanh biết quấn quanh tay tản đi kết thúc quá trình trị liệu này vẻ mặt của hắn ta ung dung nói đương nhiên không phải nơi này là tịnh thổ do một đại danh tướng tên là trọng huyền phù đồ để lại chính là khu vực chung cho nhân tộc không chỉ có dương cốc chúng ta điếu hải lâu hay thậm chí là đảo quyết minh của các ngươi cũng đều có cứ điểm ở đây không ngờ phù đồ Tịnh Thổ này lại thực sự liên quan đến Trọng Huyền phù đồ. Hơn nữa còn thực sự là do Trọng Huyền phù đồ để lại. Như vậy xem ra, danh tiếng của Trọng Huyền phù đồ ở mê giới là khó có thể tưởng tượng. Thảo nào lúc ở trên đài Thiên Nhai, ngay cả Nguy Tầm khi nhìn thấy Trọng Huyền thắng cũng không khỏi hỏi một câu. Ngươi chính là con trai của phù đồ? Chỉ là, vì sao việc này lại chẳng nghe mấy ai ở Tề quốc đề cập tới vậy? Khương vọng tò mò nên truy hỏi đến cùng theo lời giảng giải của trần tấn và diêm gia hắn mới hiểu rõ cái chuyện xưa kỳ thực được lưu truyền rất rộng rãi ở mê giới này hóa ra năm đó trọng huyền phù đồ ra biển một mình tiến vào mê giới ở địa vực này đại chiến với hải tộc chém liên tiếp hai tên chân vương bản thân cũng kiệt sức không sống nổi nữa trước khi chết đã tan vỡ đạo thân từ bỏ luân hồi từ bỏ khả năng chuyển tu thần đạo dùng đạo đồ cả đời của mình cùng với toàn bộ mệnh và lực mà một lần nữa tái tạo lại quy tắc của nơi đây, hình thành nên khu vực mới của nhân tộc. Trước khi chết, Trọng Huyền Phù Đồ đã biểu đạt ý nguyện vĩ đại của mình, cái chết của Phù Đồ không phải vì dòng họ Trọng Huyền, không phải vì quốc gia Đại Tề, mà là vì nhân tộc khắp thiên hạ. Phật tổ từ bi, nguyện chúng sinh đến độ. Nơi đây sẽ là của chung nhân tộc. Vĩnh thế không riêng. Mọi người tôn trọng nguyện vọng của một vị cường giả đã huyết chiến cho đến chết nên khu vực này vĩnh viễn không trở thành khu vực độc chiếm của riêng một gia tộc hay thế lực nào mà công bằng cho tất cả tộc nhân đến đây làm nơi an thân vì vậy khu vực này có tên là phù đồ tịnh thổ vậy nên không chỉ có đảo quyết minh điếu hải lâu dương cốc đều có cứ điểm ở đây mà một ít môn phái nhỏ khác cũng bố trí chỗ ở ở nơi này trọng huyền minh đồ vốn là người tề là cường giả xuất thân từ danh môn đỉnh cấp trọng huyền thị vậy mà vùng đất ông ta để lại lại không cho tề quốc Tuy là có đại nghĩa với nhân tộc, nhưng cũng không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng trước khi chết ông ta vẫn giữ lòng oán hận đối với Tề quốc. Thậm chí, nói một cách hà khắc thì đây gần như là vết nhơ của Tề quốc. Cho nên, bên phía Tề quốc mới không nói tỉ mỉ về cái đoạn lịch sử này. Đánh dấu về nơi này trên chỉ dư ở đảo Quyết Minh cũng rất mờ nhạt. Bản thân trọng huyền gia cũng không muốn nhắc đến, để tránh khỏi việc đánh mất sự tín nhiệm của tề quân mà họ vất vả lắm mới tích lũy được một lần nữa. Nhưng ở quần đảo ven biển, phàm là người từng tới phù đồ tịnh thổ, thì không một ai không kính trọng trọng huyền phù đồ. Nhưng mà Khương Vọng vẫn còn nhớ, lần thứ nhất trọng huyền thắng đề cập đến phụ thân mình với hắn đã nói. Chớ khoe nam nhi dũng. Lúc này nhìn lại mảnh đất với bầu trời quan đảng và cảnh vật như thường này, trong lòng hắn không khỏi xúc động. Kiểu cảnh vật bình thường này là điều hiếm có đến mức nào ở mê giới, có lẽ chỉ có người thật sự từng chinh chiến ở mê giới thì mới có thể hiểu được bởi vì phù đồ tịnh thổ hoàn toàn là của chung nhân tộc, quy tắc ở chỗ này cũng hoàn toàn là quy tắc ở hiện thế. Cho nên kỳ thật có thể coi bản thân phù đồ tịnh thổ là một tòa phù đảo cỡ lớn, nếu tu sĩ nhân tộc ở đây mà muốn tham gia chinh chiến mê giới, thường thường đều phải đi sang khu vực khác mới được. Mỗi một lần mê giới chuyển vị, chuyện thứ nhất mà thế lực nhân tộc ở trên phù đồ tịnh thổ làm chính là tìm ra giới hà, tìm hiểu kỹ về khu vực mới đến gần, sau đó lựa chọn mục tiêu chinh phạt cũng chưa chắc nhất định sẽ phát động chiến tranh, đại đa số thời điểm chỉ là phái tu sĩ đến đến khu vực liền kể rèn luyện. Trần Tấn và Diêm Gia chính là một trong những người đi tìm kiếm phương hướng của giới hà. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể vừa khéo gặp phải Khương Vọng khi đang đại chiến mới ngừng. Kính xin hai vị huynh đài chỉ đường giúp Khương Vọng chấp tay, cứ điểm của đảo Quyết Minh ở chỗ nào vậy? Phù đồ tịnh thổ đã có thế lực của đảo Quyết Minh, hắn lại là tứ phẩm thanh bài của Tề Quốc chắc chắn phải ưu tiên dựa vào đảo quyết minh cứ đi hướng đông là được diêm gia cười cười huynh đài không cần phải lo lắng lúc nãy ta đã đưa tin về việc đưa tin vượt khu vực ở mê giới là cực kỳ khó khăn cho nên tạm thời vẫn chưa biết tình hình bên khu vực đinh mùi nhưng nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn nếu như đinh giáo úy xảy ra chuyện dương cốc tất có phản ứng chờ sau khi chúng ta tìm hiểu rõ ở xung quanh có những khu vực nào xong thì sẽ lần lượt chỉnh đốn bọn họ sự quan tâm của khương vọng đối với phù đảo đinh mùi lúc này công thêm với chiến tích chém giết được nhiều hải tộc như vậy hiển nhiên đã khiến bọn họ rất có thiện cảm được khương vọng suy nghĩ một lát lại nói một mình ta bận rộn không nổi hai vị huynh đài có thể giúp đỡ dọn dẹp những thi thể hải tộc này một chút được không trên danh nghĩa là nhờ bọn họ giúp đỡ nhưng thực tế chính là dùng những chiến lợi phẩm có thể có trên thi thể của đám hải tộc này để cảm ơn diêm gia lúc nãy đã chữa trị cho hắn đạo thuật trị liệu của diêm gia vô cùng huyền diệu sau khoảng thời gian chữa trị ngắn ngủi mà những vết thương bên ngoài trên thân thể khương vọng cũng đã hồi phục 7 đến 8 phần chỉ còn lại một ít vết thương tương đối nghiêm trọng còn cần thời gian để điều dưỡng nhưng ít ra đã không ảnh hưởng đến việc chiến đấu trần cấn và diêm gia nghe xong thì liếc nhau rồi cùng bật cười trần cấn nói không cần khương huynh đệ chính ngươi tạo nên hiện trường huyết tỉnh này thì tự mình dọn dẹp Chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, xin từ biệt trước. Diêm gia nháy mắt một cái, sau khi dọn dẹp nhớ ném vào giới hà. Đơn giản lại tiện. Dứt lời, hai người này cũng bay thật nhanh đi. Không hề có chút ham muốn nào với chiến lợi phẩm của Khương Vọng. Không thể không nói, từ Đinh Cảnh Sơn đến Trần Tấn, Diêm Gia, tác phòng làm việc của tu sĩ Dương Cốc khiến cho Khương Vọng cảm thấy cực kỳ có thiện cảm. Hắn cũng không để lỡ thời gian, thành thạo không lưng xuống, cần cù chăm chỉ lại thành khẩn mà dọn đẹp hai người này có thể đơn độc đi ra ngoài tìm kiếm giới hà thăm dò khu vực xung quanh thì tất nhiên thực lực cũng không tầm thường địa vị ở dương cốc cũng sẽ không thấp bọn họ đều nói phù đảo đinh mùi không có vấn đề gì lớn thì tất nhiên là không sao mà hắn đã hoàn thành rửa tội có thể lập tức thông qua cứ điểm đảo quyết minh mà rời khỏi mê giới chẳng qua đối lập với việc vui này chính là một thân nợ nần chồng chất cũng xem như lửa xém lông mày một hộp trăm tấm phù triện của Yến Phủ đã bị hắn dùng không còn sót lấy một cái. Băng trầm giới chỉ của Lý Phương Nghiêu vẫn còn nguyên vẹn, có thể hoàn trả nguyên trạng. Thận Vương Châu của Lý Long Xuyên thì không rõ tung tích, trọng huyền thắng. Trọng huyền thắng thì thôi. Còn có bên phía Đinh Cảnh Sơn, phải trả 10 lượng mê tinh. Khương vọng càng tính nợ thì eo càng thấp. Thiếu niên vốn là kiêu ngạo, mà nợ nần lại khiến người ta phải khiêm tốn giữa vùng duyên hải và thương hải có mê giới ngăn cách mà muốn từ duyên hải đến mê giới thì thực ra cũng cần đi qua một đoạn hải vực gió lớn sóng mạnh hải vực tử vong mà hải dân thường nhắc tới chính là chỉ nơi này ba thế lực lớn gần biển đều có quân thuyền riêng để tiến vào mê giới giờ phút này có một nam nhân với khí chất tỉnh đứng sừng sững như tượng băng ở trên một cột sóng biển cao cao sông hương lên bầu trời đôi mắt của ông bình tĩnh như biển rộng Sống biển hẳn nên dữ dội ở dưới chân ông cũng có vẻ rất yên bình. Ông chính là chủ của điếu hải lâu, mới thăng cấp lên minh chủ trấn hải minh, là nam nhân đã thực sự nắm giữ quần đảo ven biển trên mặt nghĩa, nguy tầm. Ông nhìn về phía mê giới với ánh mắt xa xăm. Ngươi nhìn thấy gì? Một giọt nước bắn tung tóe lên, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe là một giọng nói vang vọng. Vẫn không có. Nguy tầm nói. Một cơn gió lớn cuốn qua, vừa lúc có một làn gió mang theo âm thanh bay đến còn chưa mắc câu nguy tầm nở nụ cười xem ra không dễ như tưởng tượng bọn họ cũng không phải kẻ ngu sĩ một giọng nói cuồn cuộn như thiên lôi bổng dưng nổ vang chuyển đề tài chẳng qua chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể toi công chờ lâu như thế đương nhiên nguy tầm khẽ nói nếu như cá không cắn câu tất cả tổn thất của chư vị đều do điếu hải lâu gánh chịu một giọng nói có chút bại hoại nhưng lại cứng rắn như nắm đấm trong giao đấu vang lên ở trong không khí, chư vị đại nhân vật nói chuyện, vương ngao ta vốn không nên nói chen vào. Chẳng qua ta còn đang bận dẫn đồ để đi rèn luyện, vẫn nên mau chóng giải quyết chuyện này đi. Nguy tầm cười khẽ, ta sẽ nghĩ cách. Hải tộc nói chung là nghèo, sau khi dọn dẹp một vòng thì vẫn chỉ có mấy thứ trên người thủy ưng vanh là có giá trị nhất. Đó là một cái lông vũ sắc bén màu đen, bên trên ẩn dấu lưu ảnh, Nhìn qua lai lịch bất phàm. Nói đến đám hải tộc này thì những đồ vật có giá trị nhất phải ở trên người ngư tự khánh, đáng tiếc gã đã bị Khương Vọng đá một cái bay vào giới Hà nên không mò được cái gì. Ngoài ra, cây cầu ánh sáng kia cũng có giá trị không nhỏ, nhưng đáng tiếc đã bị hủy hoàn toàn rồi. Khương Vọng cất hết những vật có giá trị lại, mặc kệ chất lượng thế nào, chí ít cái hộp trữ vật đã dùng hết sạch phù triện cũng được chất đầy đến đến 7, 8 phần. Dù thế nào cũng có thể đền bù một đống nợ nần. Sau đó hắn ném từng cái thi thể hải tộc vào giới Hà. Nhìn màu sắc sặc số không bị thay đổi chút nào kia của giới Hà, Khương Vọng chợt nhớ tới một vấn đề mà lúc hắn vào mê giới không lâu đã nghĩ đến, cuối cùng thi thể ở nơi này sẽ tập trung ở đâu. Nghĩ lại, chính là giới Hà. Xét nguyên về bản chất, nhân tộc chỉ dựa vào mỗi hiện thế đồng thời cũng có thể coi như là một phần của quy tắc hải tộc thì lại thuộc về một phần quy tắc của thương hải trong đó người tu hành có thành tựu cũng có thể khống chế quy tắc tương đối sâu từ đó càng có thể thể hiện quy tắc không cần nói là hiện thế hay thương hải mà đến cuối cùng những cụ tượng của quy tắc này đều vỡ vụn ở trong giới hà trở thành một phần của vô tự ps cụ tượng sự thể hiện rõ ràng có hình dạng của quy tắc nói theo một ý nghĩa nào đó khi nhân tộc và hải tộc chiếm lấy không gian và tìm kiếm loại tài nguyên như mê tỉnh ở mê giới, thì đồng thời giới hà cũng đòi lấy chất dinh dưỡng từ nhân tộc và hải tộc. Mỗi một giây phút nhân tộc và hải tộc xảy ra chiến tranh ở mê giới, chính là vì giành lấy hữu tự cho mình, trục xuất hữu tự của đối phương, thay thế vô tự của mê giới. Những thi thể sau mỗi trận chiến đều vỡ vụn ở trong giới hà, lẫn trong vô tự. Đây là một sự tuần hoàn kỳ diệu có lẽ cũng chỉ có ở mê giới ở nơi mà quy tắc vỡ vụn này mới có một ít quy luật có thể biểu hiện ra bên ngoài lại còn thể hiện rõ ràng đến như thế nho gia nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường đây chính là đường ngay trong tu hành tiếp thu sự quan sát của những bậc tiền bối đi trước tổng kết sự quan sát của bản thân càng hiểu thế giới này nhiều một chút càng nhận thức được nhiều một chút thì con đường tu hành càng có khả năng đi xa hơn rời khỏi giới hà Khương Vọng đạp không khí mà đi. Một nhiệm vụ phá vòng vây lại bất ngờ giúp hắn hoàn thành rửa tội sớm, đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua sau khi hoàn thành rửa tội, tinh phù đảo đinh mùi cầu viện cũng được truyền cho Dương Cốc, thì coi như việc của hắn ở mê giới cũng kết thúc. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng đến cứ điểm của đảo Quyết Minh, mượn cất chu để trở lại quần đảo ven biển đón Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng đã nghĩ kỹ, sau khi đón được Trúc Bích Quỳnh thì sẽ sắp xếp cho nàng ở lại Trấn Thanh Dương, làm bạn với độc cô Tiểu. Lúc trước Trúc Bích Quỳnh cũng từng ở Trấn Thanh Dương một thời gian, sẽ không xuất hiện vấn đề không thích ứng được. Mặc dù sau này không thể tu hành, nhưng ít ra có thể yên ổn sống ở Trấn Thanh Dương, không lo cơm áo. Tại khu vực hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ, khi đi lại tất không cần kiên dè quá nhiều. Tốc độ của Khương Vọng rất nhanh, không mất bao lâu đã tìm đến được cứ điểm của đảo quyết minh dựa vào thân phận bây giờ của hắn đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng tuy nhiên chuyện cũng không thuận lợi như tưởng tượng của khương vọng thật có lỗi khương đại nhân hiển nhiên sẽ có người chuyên phụ trách điều động cúc chu đi lại giữa mê giới và quần đảo gần biển người phụ trách việc này ở phù độ tịnh thổ là một tu sĩ hơi mập trong dáng dấp rất có lực tương tác người kia rất thành khẩn nói với khương vọng rằng bởi vì sự kiện mê giới chuyển vị vừa mới xảy ra, chưa dò xét rõ ràng tình hình của các khu vực xung quanh, cất chu được phái đi ra lúc trước cũng không thể trở về theo đường cũ. Tạm thời không có cất chu có thể điều động được. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không làm khó người kia, chỉ có thể nói, người có biết tình hình bên phía thế lực dương cốc không? Nếu tạm thời không thể điều động cất chu của đảo Quyết Minh, nói không chừng có thể mượn chiếc nhật phi chu của dương cốc để rời đi. Còn phía điếu hải lâu, bởi vì những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà Khương Vọng vẫn giữ thái độ kính nhi viễn chi theo bản năng. Kính nhi viễn chi, kính trọng nhưng không thể gần gũi. Tình hình bên bọn họ cũng không khác là bao. Bản thân phù đồ tịnh thổ không bao giờ cần tăng binh, cấp chu được phân phối đến đây rất ít, khả năng số lượng trước nhật phi chu của bọn họ cũng không nhiều. Tên tu sĩ mập mạp này đúng là biết gì nói nấy, điếu hải lâu cũng vậy. Không nghĩ tới lại rắc rối như vậy, Hương Vọng bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu. Quy tắc của mê giới hỗn loạn như thế, hắn cũng không thể cứ thế dùng nhục thân bay qua giống như sùng quan chân nhân, nên đành phải chuyển sang hỏi, ta muốn rời khỏi mê giới đến quần đảo ven biển trong thời gian ngắn nhất, vậy phải làm thế nào? Có hai cách, tu sĩ kia đáp lời, một là chờ cất chu của chúng ta trở về, hai là khi dò xét rõ ràng về các khu vực mới ở lân cận sông, thì đi sang phù đảo của nhân tộc ở khu vực khác rồi đi thuyền rời đi nghe qua hai cách này thì đều thấy chẳng có cái nào nhanh cả khương vọng hỏi tiếp mỗi cách cần khoảng bao thời gian khó có thể suy đoán thời gian trở về của cúc chu bởi vì hiện tại vẫn chưa làm rõ được tình hình chuyển vị không biết cần phải đi vòng bao xa còn việc dò xét tình hình xung quanh thì chỉ cần một ngày có lẽ đợi đến khoảng giờ này ngày mai thì sơn hà đồ của chúng ta có thể hoàn thành việc thu thập tin tức sơn hà đồ mà tu sĩ kia nhắc đến chính là pháp khí địa đồ mà đảo quyết minh đặc biệt sáng tạo để nhằm vào mê giới tin tức được ghi chép trên chỉ dư thực ra chính là từ sơn hà đồ mà ra lâu như vậy sao thời gian một ngày thực sự hơi lâu khương vọng hỏi không phải lúc trước các ngươi đã phái người đi ra xét giới hà rồi sao thế lực ba nhà chúng ta đều có phái người đi điều tra sau khi trở về sẽ bù đắp cho nhau bình thường chỉ xác nhận vị trí của giới hà đồng thời có thể canh gác nếu cần Đối với việc qua sông, chúng ta đều chờ đến khi có được đầy đủ tin tức thì mới triển khai. Dù sao chiến tranh ở mê giới không phải là trò đùa, nếu tùy tiện qua sống khi mà không biết rõ tin tức tình hình của khu vực bên cạnh, thì rất dễ xuất hiện những thiệt hại không cần thiết. Chờ đợi uổng công một ngày ở phù đồ tịnh thổ là điều khương vọng tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, ta biết rõ tình huống bên phía phù đảo Đinh Mùi, ta là từ bên đó sang có thể hỗ trợ bắt cầu qua sông được không? Hắn không muốn ở đây khổ sở chờ đợi tin tức, mặc dù hắn chờ thể nào cũng được, nhưng Trúc Bích Quỳnh ở trên đài thiên nhai thì khả năng không thể chờ được. Như vậy việc đến khu vực khác mượn thuyền rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hai tu sĩ Dương Cốc lúc trước cũng đã nói, Đinh Cảnh Sơn không có chuyện gì. Như vậy so sánh với những khu vực khác, thì trở về phù đảo Đinh mùi hợp lý hơn. Dù sao hiện tại hắn cũng xem như hiểu rõ khu vực kia hơn nữa nghĩ tới chuyện khu vực kia giờ ở ngay cạnh phù đồ tịnh thổ thì bên phía thế lực hải tộc hẳn cũng sẽ bất động đến khu vực đinh mùi hiện tại khu vực đinh mùi có lẽ sẽ an toàn hơn lúc trước nhiều có tiến quân sang khu vực đỉnh mùi hay không thì còn phải xem mệnh lệnh của cấp trên sao ta có thể làm chủ được lại nói cầu qua sông cũng rất quý giá không thể dễ dàng lấy ra dùng tu sĩ này rất biết làm khó người khác nhưng lại cố gắng tìm từ uyển chuyển hết mức dù sao hiện tại khương vọng đã là một người có tư cách khiến người khác dùng thái độ nghiêm chỉnh đối đãi ta biết rồi khương vọng không tiếp tục dây dưa nữa trực tiếp xoay người rời đi nếu như là khương vô ưu hoặc là trọng huyền thắng ở đây thì việc mượn một chiếc cầu qua sông để dùng cũng không thành vấn đề thậm chí đối với khương vô ưu mà nói đều không cần dũng đến chữ mượn này mà có thể trực tiếp lấy dùng cho dù là bọn họ cũng không có nhiệm vụ gì mà chỉ đơn giản muốn đi quan sát khu vực khác mà thôi. Nhưng Khương Vọng thì không được. Nói tới nói lui, mặc dù hắn là thiên kiêu nổi danh của Tề Quốc, nhưng ở Tề Quốc thì vẫn không thể sánh được với đám con cháu của những danh môn kia. Cứ điểm đảo Quyết Minh này cũng chưa chắc là không có một chiếc cức chu nào, nhưng bình thường thì những cức chu được đặt ở đây kho sẽ là sự bảo đảm sau cùng. Tu sĩ ở đây nhất định sẽ tôn trọng Khương Vọng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng vì Khương Vọng mà móc sạch vốn liếng. Đây là một vấn đề cực kỳ thiết thực, chẳng thể trách bất cứ ai. Khương Vọng quyết định đi qua cứ điểm của Dương Cốc, bất kể nói thế nào, các thế lực khác có lẽ sẽ phải quan sát và phán đoán nhiều hơn, nhưng chắc chắn bên phía Dương Cốc sẽ muốn tiếp viện cho khu vực đỉnh mùi. Mặc dù Đinh Cảnh Sơn không sao, nhưng sau một trận đại chiến, phía phù đảo Đinh Mùi không thể không hao tổn một cọng tóc nào. Tiếp viện là việc tuyệt đối không thể thiếu, chỉ xem thế lực Dương Cốc ở phù đồ tịnh thổ quyết tâm lớn bao nhiêu. Dựa vào việc hắn bôn ba suốt mấy ngày nay, thì việc mượn cầu qua sông chắc sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Sau khi Khương Vọng đi, có một tu sĩ mới ló mặt ra, rồi hỏi vị tu sĩ mập kia, chẳng phải trước đó chúng ta có một chiếc cức chu sắp xuất phát hay sao? Sao ngươi lại nói với hắn là không có? Người kia cười khổ nói, hiện tại ngươi đi xem xem có còn hay không? Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên võ tan thành từng mảnh, ta không nói chuyện này là vì sợ hắn hiểu nhầm đến lúc đó lại bắt ta đi sửa không gửi cái này về đảo quyết minh thì ai có thể sửa tốt được chuyện này thật kỳ lạ thứ quan trọng như vậy sao có thể vô cớ tan vỡ có phải có người muốn kiếm tiền riêng ở giữa hay không nên cố ý xem như hỏng mà xử lý ngươi muốn chết à lời như vậy mà cũng dám nói linh tinh ấy ngươi coi như không nghe thấy đi ta không nói ta không nói gì hết. Trụ sở của Dương Cốc ở Phù Đồ Tịnh Thổ hoàn toàn là một tòa quân doanh. Lều trại trải dài, hoai phong uy nghiêm. Mấy người trên diễn võ trường đều đổ mồ hôi như mưa. Tuy rằng một mình lập tông đã nhiều năm như vậy, nhưng phong cách và khí chất của nhánh quân đội năm đó vẫn tiếp tục được duy trì. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ lãng quên Dương Quốc. Đế quốc cường đại với tia sáng rực rỡ chói lọi trải dài như mặt trời ban trưa kia, chưa hề biến mất ở trong lịch sử huy hoàng. Luôn luôn có người nhớ kỹ, luôn luôn có người tưởng nhớ. Khương Vọng thông báo họ tên xong, rất nhanh đã gặp được Trần Cấn. Không khéo chính là, mấy chiếc chiếc nhật phi chu của thế lực Dương Cốc muốn xuất phát về quần đảo gần biển đều xảy ra vấn đề. Trùng hợp chính là, lực lượng của Dương Cốc sắp đi chỉ viện cho phù đảo Đinh Mùi chính là do Diêm Gia dẫn đội. Hắn chỉ cần đến chậm một bước nữa thôi, thì chỉ sợ Diêm Gia đã qua sông. Hai tu sĩ mà Khương Vọng gặp được ở bên cạnh giới hà này có thể đại biểu cho Dương Cốc đi thăm dò giới hà, hiện tại lại lĩnh quân qua sông, hiển nhiên cũng có phân lượng không nhẹ ở trong Dương Cốc. Không hề đơn giản giống như người thăm dò. Trong lời bọn họ nói, sau khi Trần Cần biết được mong muốn của Khương Vọng, thì trực tiếp dẫn hắn đến trước mặt Diêm Gia sắp đi hành quân. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ nhẹ nhõm, Trần Cấn và Diêm Gia đều rất lanh lẹ. Khương Vọng không tốn sức thuyết phục gì, rất đơn giản đã được trải nghiệm cầu qua sông của dương cốc vào lúc bước lên cầu khương vọng có một suy nghĩ nực cười rằng nếu sớm biết vòng một vòng lớn như thế cuối cùng vẫn vượt qua giới hà này trở về thì không bằng từ đầu hắn cứ bất động chờ ở đây loại suy nghĩ nực cười kiểu chịu biết bao khổ cực cuối cùng hóa công cốc này khiến khương vọng thậm chí cảm thấy mình giống như một con chuột đứng ở trong một con đường chật hẹp chỉ có thể đi dọc theo một hướng đương nhiên suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Bản thân Diêm Gia là tiên phong, Khương Vọng thì vì để thể hiện sự cảm ơn mà theo sát ở phía sau hắn ta. Chứng tỏ muốn sang sẽ nguy hiểm, tuyệt đối không cứ thế ăn mà qua sông. Hai người cực kỳ cảnh giác đi ở đầu hàng, một trước một sau, dẫn đầu qua sông. Nhưng thứ chào đón bọn họ ở phía bên kia giới hà cũng không phải là đại quân hải tộc lít nha lít nhít, mà chỉ là sự vắng vẻ mênh mông vô bờ cho tới vị trí cuối cùng mà mắt nhìn thấy, cũng chẳng có gì cả. Ố tịnh thổ lâu ngày, có đôi lúc sẽ quên mê giới là cái nơi như nào. Diêm gia nhìn xung quanh một chút rồi cười nói. Tóc của hắn ta rất ngắn nhưng cũng phải là trọc, mà là để lại một tầng gốc tóc, lông mày như đỉnh núi dốc ngược, hốc mắt hơi sâu, khí chất toàn thân thực ra có chút lạnh lẽo cứng rắn. Tuy nhiên xử sự, sự với người khác lại thiên về ôn hòa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.